Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2501, vây đánh 3. Miệng Lưu Chiêu mấp máy, nhìn thấy Chu Hưng Dân cúi xuống, nhẹ nhàng đặt chén xuống, vì thế lại không nhịn được, thở dài, tôi thừa nhận. Tôi trong xử lý vấn đề của Trương Dương đã nghĩ quá nhiều, chủ yếu là cân nhắc tới mặt mũi của Bí Thư Tống, lo sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên tôi không dựa theo trình tự bình thường để xử lý chuyện này, giờ tôi xin lỗi Bí Thư Tống. Lưu Chiêu cũng không phải là nhân vật tầm thường, ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng trên thực tế đã giao tất cả vấn đề cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, thật ra trong vấn đề của Trương Dương, tôi cũng có trách nhiệm, lúc trước khi ý thức được Trần Cương có thể tồn tại vấn đề, tôi bảo anh ta nghĩ biện pháp tiếp cận Trần Cương, nghĩ cách đánh vào nội bộ phần tử hủ bại, tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, trong vấn đề giải quyết quan viên hủ bại của Bắc Cảng, Trương Dương là lập công, quan hệ của tôi và Trương Dương quyết định. Tôi không thích hợp hỏi đến chuyện này, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể cho mọi người, cho anh ta công bình kết quả công bình. Tôi không hy vọng, chuyện này sẽ bị một số người hữu tâm lợi dụng. Chế tạo chướng ngại và mâu thuẫn giữa đồng chí của chúng ta. Đồng chí Lưu Chiêu là một lão đồng chí, tôi vẫn tin anh có năng lực giải quyết vấn đề này. Xử lý tốt chuyện này, nếu như sự thật chứng minh Trương Dương là có tội, có trách nhiệm, Tống Hoài Minh tôi tuyệt đối không sẽ không bao che. Mà nếu như chứng minh anh ta trong sạch, nhưng các anh không thể trả lại anh ta sự trong sạch thì tôi cũng sẽ trả lại cho anh ta sự trong sạch. Tống Hoài Minh nói xong những lời này, đứng dậy bước đi. Các thường ủy khác cũng đi, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Chiêu ngồi ở đó. Không ai nguyện ý đi cùng hắn, mọi người đều minh bạch, thằng cha này đã đắc tội với Bí Thư Tỉnh ủy. Tống Hoài Minh thông qua cuộc họp thường ủy lần này đã nhìn rõ tất cả vấn đề, sau khi y trở lại văn phòng, bảo Trung Bồi Nguyên mời thính trưởng công an Cao Trọng Hòa tới. Tống Hoài Minh mời Cao Trọng Hòa tới đây tuyệt đối không phải là để cảm ơn, mà là có một số lời muốn hỏi trực tiếp. Đối với những quan to cấp tỉnh này mà nói, trọng điểm sự kiện Trương Dương không ở chỗ tình tiết vụ án. Sự phức tạp thực sự là một loạt những nước cờ về sau. Hôm nay trên cuộc họp thường ủy, Cao Trọng Hòa đã rút kiếm đầu tiên, đương nhiên người rút kiếm không chỉ bản thân y, đa số thường ủy đều kiên định đứng bên phía Tống Hoài Minh. Cao Trọng Hòa tới văn phòng của Tống Hoài Minh, đã đoán được Tống Hoài Minh muốn hỏi tới chuyện của Trương Dương. Cảm giác Tống Hoài Minh tạo cho người ta vẫn là vững như Thái Sơn, mặc dù tình thế hiện tại đối với y thì không phải là có lợi, ngoại giới đã bắt đầu đồn thổi rất nhiều về Trương Dương. Nhưng tất cả những cái này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới Tống Hoài Minh. Cao Trọng Hòa ngồi xuống, Bí Thư Tống, ngài tìm tôi có chuyện gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đề tài của Tống Hoài Minh không hề bắt đầu từ Trương Dương, tôi nghe nói anh đã giao vụ án liên quan tới Bắc Cảng cho Văn Hạo Nam. Cao Trọng Hòa nói, không phải tôi giao cho hắn, là Vinh Bằng Phi, tôi vừa về, ngài chắc biết. Tống Hoài Minh gật đầu. Văn Hạo Nam không thích hợp tham gia điều tra công tác lần này. Cao Trọng Hòa nói, tôi cũng cho rằng như vậy, anh ta và Trương Dương có thù riêng, trong quá trình điều tra biểu hiện quá mức gay gắt, hơn nữa tôi đã nắm giữ được một số chứng cứ, trong quá trình thẩm vấn anh ta tồn tại hành vi bức cung. Tống Hoài Minh nói, trên thế giới này quả nhiên có rất nhiều hận vô duyên vô cớ. Cao Trọng Hòa nói, Bí Thư Tống, ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Tống Hoài Minh nói, nghe nói Văn Hạo Nam xin từ chức. Cao Trọng Hòa cười nói, tôi lúc ấy đã phê chuẩn cho anh ta rồi, nhưng về sau lại có người biện hộ cho anh ta. Tống Hoài Minh không hề truy hỏi là ai cầu tình, mà là cười nói, coi cảnh sát là trò đùa à. Cao Trọng Hòa lập tức minh bạch ý tứ của y, nói khẽ còn, có một việc, con gái của Hà Trường An, Hà Vũ Mông bị Văn Hạo Nam chặn lại ở sân bay, nói cô ta mang theo dược phẩm cấm, chuyện này tôi đã tìm hiểu rõ rồi. Có hiểm vụ oan. Tống Hoài Minh nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, đơn từ chức của hắn lát nữa mang cho tôi một bản. Văn Hạo Nam nhìn Vinh Bằng Phi, hắn cho rằng mình đang nghe lầm, gì? Bảo tôi đưa đơn từ chức. Vẻ mặt Vinh Bằng Phi lộ ra có chút bất đắc dĩ, Hạo Nam, thính cao kiên trì bảo anh đệ đơn từ chức. Văn Hạo Nam nói, hắn dựa vào gì? Từ chức ha không là việc của tôi, anh dựa vào gì? Vinh Bằng Phi nói, y nói anh trong quá trình tra hỏi Viên Hiếu Thương tồn tại hành vi dụ cung, còn nữa, vụ án của Hà Vũ Mông đã điều tra rõ rồi, dược phẩm cấm trong hành lý của cô ta có hiểm vụ oan. Nói tôi vụ oan ư. Vinh Bằng Phi nói, băng ghi âm anh cung cấp cho Ủy ban kỷ luật cũng được xác nhận là qua cắt nối. Văn Hạo Nam nói, tôi không làm.
Vinh Bằng Phi nói, Hạo Nam, tôi hiện tại thực sự bất lực. Văn Hạo Nam gật đầu, minh bạch, tôi minh bạch cả rồi. Vinh Bằng Phi về nhà bao lâu thì bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh tới, bọn họ đã quen nhau nhiều năm, nhớ từ khi Tống Hoài Minh đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, bọn họ đã thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, mấy năm gần đây bọn họ lại về cùng một tháp hát phố, nhưng đi lại với nhau lại không nhiều như trước đây, dù sao thân phận khác biệt, Tống Hoài Minh thân là bí thư tỉnh ủy Bình Hải, có rất nhiều việc phải xử lý. Vinh Bằng Phi nhớ rõ lần trước Tống Hoài Minh đăng môn là ngày mình được gọi về tỉnh lỵ đảm nhiệm phó thính trưởng thính tỉnh, thoáng cái đã 2 năm trôi qua rồi. Nhìn thấy Tống Hoài Minh tới đây mình, Vinh Bằng Phi tươi cười nói, bí thư Tống, ngài sao không báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị chút rượu và đồ ăn. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, tôi ăn rồi, có thời gian không? Cùng nhau ra ngoài đi dạo. Vinh Bằng Phi gật đầu, cấp dưới ở trước mặt lãnh đạo vĩnh viễn luôn rảnh. Chỗ ở hiện tại của Vinh Bằng Phi cách tường thành cổ rất gần, vì thế hắn đề nghị tới tường thành cổ dạo. Tống Hoài Minh vui vẻ gật đầu, hai người lặng lẽ đi dọc theo con đường nhỏ. Vinh Bằng Phi cố ý đi tụt sau Tống Hoài Minh nửa bước, trên thực tế hắn đã không nhớ rõ lần trước đi sóng vai với Tống Hoài Minh là khi nào, địa vị bất đồng vô hình chung đã kéo giãn khoảng cách giữa họ. Tống Hoài Minh nói, chúng ta quen nhau được 20 năm rồi nhỉ? Vinh Bằng Phi gật đầu nói, 25 năm. Tống Hoài Minh nói, thời gian anh làm cảnh sát cũng lâu rồi. Vinh Bằng Phi cười nói, đúng. Tống Hoài Minh nói, khi tôi vừa vào công tác, tiền lương còn không cao bằng anh, thường thường đều là anh mời tôi ăn cơm. Vinh Bằng Phi nói, chuyện quá lâu, tôi cũng quên mất rồi. Tôi không quên, người ta trong cuộc đời có được mấy bằng hữu thật lòng cũng không dễ dàng gì, nhất là bằng hữu quen được khi nhân sinh trong cơn sóng nhỏ, sao có thể tùy tiện quên được. Tống Hoài Minh dừng chân. Ngẩng đầu lên, nhìn tường thành cổ, trước đây đứng trên tường thành luôn có thói quen hướng ánh mắt về phía xa, chỉ có đứng dưới tường thành mới có thể tập trung sự chú ý ở bản thân tường thành, tôi đến Đông Giang lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thưởng thức tường thành này ở cự ly gần. Chương 2502, vây đánh 4. Vinh Bằng Phi nói, tường thì vẫn luôn ở đó, chỉ là anh công tác bận quá không có thời gian ngắm. Tống Hoài Minh nói, từ khi đảm nhiệm tỉnh trưởng Bình Hải, tôi đã lơ là rất nhiều chuyện, trong gia đình, tất cả đều nhờ Ngọc Oánh chiếu cố, ngẫm lại mỗi ngày về nhà đều đã khuya, con trai cũng ngủ rồi, tôi thậm chí còn không có thời gian chơi đùa với nó. Vinh Bằng Phi nói, đã ý thức được thì có thể thay đổi. Tống Hoài Minh cười cười, tôi cũng không ngờ vấn đề của Bắc Cảng lại nghiêm trọng như vậy. Vinh Bằng Phi nói, vấn đề của Bắc Cảng không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là trường kỳ tích lũy mới xuất hiện. Tống Hoài Minh nói, tôi vốn cho rằng Trương Dương và Kỳ Vĩ có thể thay đổi diện mạo của Bắc Cảng từ căn bản, nhưng tôi cuối cùng vẫn xem nhẹ lực lượng phản công của đám phần tử hủ bại đó, sự hy sinh của Kỳ Vĩ có lẽ là có thể tránh được. Vinh Bằng Phi không nói gì, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tường thành trước mắt như Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, anh còn nhớ trước đó Trương Dương và cung Kỳ Vĩ từng có mâu thuẫn một đoạn thời gian hay không? Vinh Bằng Phi nói, nhớ rõ. Tống Hoài Minh nói, thật ra bọn họ vẫn luôn là bằng hữu tốt. Vinh Bằng Phi nói, lúc ban đầu tôi cũng rất kỳ quái, nhưng về sau thì lại tin, cho tới sau khi cung Kỳ Vĩ qua đời, nhìn thấy bộ dạng cực kỳ bi thương của Trương Dương, tôi mới hiểu ra bọn họ vẫn luôn đang diễn trò. Tống Hoài Minh nói, một người thực sự có ý thức trách nhiệm sẽ không để ý tới quyền lực trong tay, Kỳ Vĩ không màng danh lợi, anh ta coi phúc trạch của người dân là nhiệm vụ của mình, anh ta là mẫu cán bộ đương đại. Trương Dương là người ghét ác như thù, hắn trọng tình cảm, trọng lời hứa, lúc trước bảo hắn đi tiếp cận Trần Cương là chủ ý của tôi, đám quan viên hủ bại của Bắc Cảng đó ẩn mình rất sâu, muốn nắm được nhược điểm của bọn họ nhất định phải khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, tốt nhất để bọn họ nghĩ anh cũng là một thành viên trong bọn họ. Vinh Bằng Phi nói, sự hy sinh của bọn họ là không nhỏ. Tống Hoài Minh nói, đổi lại là anh có làm như vậy không? Vinh Bằng Phi cười cười. Hắn không trả lời câu hỏi này của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, chính trị hiện tại đã bị rất nhiều người yêu ma hóa, yêu ma thực sự trên thực tế tồn tại trong lòng người ta. Văn Hạo Nam khi ở Đông Giang cũng đã nhiều lần phát sinh xung đột với Trương Dương, mà anh vẫn đề nghị hắn tới Bắc Cảng công tác, với kinh nghiệm và năng lực của anh, sẽ không thể không đoán được, giữa hắn và Trương Dương có thể phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Văn Hạo Nam bị điều tới Nam Thích không chỉ là ý tứ của Văn gia, cũng là một loại cách làm không muốn để mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn của tôi, lần này Văn Hạo Nam gia nhập tổ điều tra lại là chủ ý của anh. Hầu kết của Vinh Bằng Phi giật giật,
Tống Hoài Minh nói, vốn tôi không cần thiết phải giải thích nhiều, nhưng tôi thủy chung vẫn nhớ rõ, chúng ta từng là bằng hữu. Từng có nghĩa là trước đây, có nghĩa là đoạn tình bạn đó đã không còn. Tống Hoài Minh nói, Trần Cương tố cáo Trương Dương, tôi giải quyết việc chung, giao chuyện này cho Lưu Chiêu xử lý, theo tôi thấy ảnh hưởng của chuyện này không đến mức mở rộng, ít nhất trước khi làm rõ thì không cần thiết khiến dư luận xôn xao. Lưu Chiêu trước giờ luôn lão luyện thành thục, nhưng lần này trong xử lý việc lại khiến tôi thất vọng. Tác dụng của anh trong đây như thế nào thì tôi không muốn nhiều lời. Để Văn Hạo Nam gia nhập loạn này, trình diễn trò hay huynh đệ tướng, đây rốt cuộc là muốn tôi khó xử. Hay là trực tiếp hướng họng súng về phía Văn gia. Sắc mặt Vinh Bằng Phi trở nên tái nhợt, y mấy máy môi, nói, Bí thư Tống, tôi không có ý đó. Tống Hoài Minh nói, anh ở trong lòng tôi vẫn luôn là một hán tử, nói thật, tôi không thể nghĩ ra anh vì sao lại muốn gia nhập vào loạn này, nhưng về sau tôi lại nghĩ kỹ. Binh lính không muốn làm nguyên soái tuyệt đối không phải là một hảo binh. Nhưng một người dã tâm quá lớn, bị người ta nhìn thấu ý đồ quá sớm, như vậy hắn cuối cùng cũng không làm được việc. Đấu tranh chính trị vĩnh viễn đều có trình tự, không có tiền lệ khiêu chiến vượt cấp thành công. Có lẽ anh tự cho là đã tìm được chỗ dựa, có lẽ anh cho rằng đã lựa chọn được một con đường sáng. Nhưng anh vĩnh viễn đừng quên một chuyện, Bình Hải hiện tại vẫn là tôi đứng đầu. Vinh Bằng Phi cúi đầu. Nhìn mũi chân mình, Bí thư Tống, anh hiểu lầm rồi. Tống Hoài Minh nói, là lãnh đạo có ưu việt lớn nhất, cho dù là hắn hiểu lầm cấp dưới của mình thì hắn vẫn có thể đã sai theo sai, có biết anh coi Văn Hạo Nam là một quân cờ là một hành động rất ngu xuẩn hay không? Anh có nghĩ tới phản ứng của Văn gia hay không? Anh cho rằng bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho dễ dàng tha thứ cảnh sát đã kéo con trai mình vào vũng bùn ư? Anh cho rằng mình trong bố cục chính trị của người khác là rất quan trọng. Đã có địa vị không thể thiếu, bọn họ sẽ vì anh mà không ngại trở mặt với Văn gia ư. Vinh Bằng Phi cảm thấy cả người lạnh ngắt, hắn thậm chí không có dũng khí để phản bác. Tống Hoài Minh nói, anh coi người khác là quân cờ. Chính anh cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vinh Bằng Phi cắn chặt môi. Tống Hoài Minh nói, anh căn bản ngay cả thế cục cũng không nhìn thấu. Vì sao nóng lòng bước ra một bước này? Anh cho rằng anh sẽ thắng ư. Vinh Bằng Phi nói, tôi... Tống Hoài Minh nói, có những thứ, là của anh thì sớm muộn gì cũng sẽ là của anh, nhưng đã không phải của anh thì không cưỡng cầu được đâu. Y thở dài, vỗ vỗ vai Vinh Bằng Phi, anh quá mệt mỏi rồi anh nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, sẽ có lợi cho anh đó. Vinh Bằng Phi nghỉ bệnh rất đột nhiên, nhưng trong mắt Cao Trọng Hòa, kết quả này không hề bất ngờ. Đơn từ chức của Văn Hạo Nam cuối cùng vẫn không gửi lên, có lẽ Văn Hạo Nam vẫn kiên trì cho rằng Cao Trọng Hòa không dám động tới hắn. Cao Trọng Hòa ngồi trong văn phòng, cân nhắc nhân tuyển thích hợp để thay thế. Cuộc nói chuyện với Tống Hoài Minh hôm đó khiến y như được ăn định tâm hoàn, y biết cho dù mình ra tay giáo huấn Văn Hạo Nam thì người của Văn gia cũng chỉ cảm kích y. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính đặc biệt tới thính công an chơi, Cao Trọng Hòa phát hiện bộ môn của y đột nhiên biến thành nơi được mọi người chú ý. Y cười cười mời Lương Thiên Chính vào trong phòng. Trên cuộc họp thường ủy ngày hôm qua, mấy câu của Lương Thiên Chính đã biểu lộ rõ ràng lập trường của y. Trong mắt Cao Trọng Hòa, Lương Thiên Chính dứt khoát đứng ở bên Tống Hoài Minh cũng không kỳ quái. Văn Quốc Quyền là ân sư của Lương Thiên Chính, quan hệ của hai nhà vẫn luôn rất tốt. Chân ý Văn Hạo Nam được đưa vào tổ điều tra, Lương Thiên Chính khẳng định minh bạch, y đương nhiên phải đứng trên lập trường của Văn gia. Lương Thiên Chính nói, lão Cao, tôi nghe nói anh cách chức Văn Hạo Nam rồi à? Chương 2503, vây đánh 5. Cao Trọng Hòa cười khổ nói, sao ai cũng nói thế vậy, xem ra nỗi oan này tôi phải gánh rồi. Thiên Chính huy nhà, hắn là tự xin từ chức, đã có rất nhiều người đang cầu tình cho hắn, Vinh Bằng Phi, rồi còn cả tỉnh trưởng Chu, anh chắc không phải cũng thế chứ. Lương Thiên Chính nói, tự từ chức, đứa nhỏ này này coi như cũng có chút chủ ý. Cao Trọng Hòa nghĩ thầm, Văn Hạo Nam tính tình cực đoan. Nếu như không phải hôm ấy mình găng như vậy, hắn cũng sẽ không nói ra chuyện từ chức. Cao Trọng Hòa nói, Thiên Chính huynh lần này tới đây là vì chuyện của hắn. Lương Thiên Chính nói, bởi vì chuyện của Hạo Nam, tôi đã gọi điện thoại cho Phó Thủ tướng Văn, thái độ của ông ta rất rõ ràng, không cho phép hắn từ chức. Cao Trọng Hòa trong lòng thầm than, cuối cùng vẫn kinh động tới Văn Quốc Quyền, xem ra trong chuyện này thái độ của Văn Quốc Quyền và Tống Hoài Minh là không nhất trí. Lương Thiên Chính nói, Phó Thủ tướng Văn yêu cầu, nghiêm túc xử lý vấn đề tồn tại của Hạo Nam, nếu như chứng minh hắn quả thực đã vi phạm kỷ luật, tuyệt đối không thể bởi vì là con của ông ta mà thủ hạ lưu tình. Cao Trọng Hòa sửng sốt,
Văn Quốc Quyền rõ ràng là quân pháp bất vị thân, y thở dài, Thiên Chính huynh à, chuyện này khiến tôi thực sự rất khó xử. Trên thực tế quả thực là như vậy, thái độ của Văn Quốc Quyền rất kiên quyết, nhưng người chấp hành cụ thể lại là Cao Trọng Hòa, tuy rằng Văn Quốc Quyền đã tỏ rõ thái độ nhất định phải đánh bằng roi, nhưng vạn nhất đánh nặng quá, có phải sẽ chọc giận Văn Quốc Quyền hay không? Loại chừng mực này thực sự rất khó nắm giữ. Lương Thiên Chính ý vị thâm trường cười nói, tôi sao không nhỉ? Ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy, khi anh phê bình Lưu Chiêu, lời nói rất kịch liệt, thái độ rất rõ ràng, đâu cảm thấy anh khó xử. Cao Trọng Hòa nói, buổi sáng Vinh Bằng Phi xin nghỉ bệnh, hiện tại tất cả chuyện đều đặt trên người tôi. Lương Thiên Chính không biết chuyện Vinh Bằng Phi nghỉ bệnh, hắn cười nói, nghỉ bệnh ư. Chuyện không phải đều là hắn gây ra ư. Khó trách anh khó xử, người gây chuyện đi rồi, hiện tại cục diện rối rắm còn lại để lại cho anh thu thập. Cao Trọng Hòa nói, Lưu Chiêu này rất không phúc hậu. Lương Thiên Chính nói, không phúc hậu còn có một người khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết đều rõ ràng, nhưng không ai nói ra tên người đó. Đồng thời bật cười. Lương Thiên Chính nói, tôi thường xuyên suy nghĩ, chuyện thần tiên đánh nhau, đám phàm nhân chúng ta cứ tận lực đừng dính vào, nhưng thường thường cuối cùng đều trở nên thân bất do kỷ. Thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, ở trong thể chế, muốn rời xa thị phi là rất khó. Lương Thiên Chính nói, Văn Phu Nhân rất quan tâm tới chuyện của Trương Dương, sự kiện đó rốt cuộc điều tra rõ chứ. Cao Trọng Hòa nói, trừ lời chứng của Trần Cương ra, không có bất kỳ chứng cứ nào khác. Vậy chính là không đủ chứng cứ rồi. Không phải nói còn có một thương nhân cũng chỉ chứng Trương Dương ư. Cao Trọng Hòa nói, vốn là như vậy, nhưng khi tôi thẩm vấn hắn, hắn đã phủ định lời chứng trước đây, nói Văn Hạo Nam lợi dụng an toàn của vợ con hắn để bức hắn. Những lời nói lúc trước của hắn đều là trái với lương tâm. Lương Thiên Chính nhíu mày, chuyện thực sự là biến đổi bất ngờ. Cao Trọng Hòa nói, đâu chỉ như vậy. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, thư ký của y bước vào, ghé vào tai y nói nhỏ. Cao Trọng Hòa nói, để cô ta vào. Người từ bên ngoài đi vào là Tần Manh Manh, bên cạnh cô ta còn có một nam tử trung niên mặc tây trang. Tần Manh Manh lấy lại tự do ít nhiều vẫn nhờ Cao Trọng Hòa can thiệp. Là y sai người điều tra vụ Tần Manh Manh mang theo thuốc cầm, sau khi siêu tập chứng cớ cho thấy, Tần Manh Manh không biết gì về chuyện này, nên Tần Manh Manh mới có thể được tự do. Tần Manh Manh vẫn có chút cảm kích với Cao Trọng Hòa, cô ta gật đầu nói, chào Cao Thính. Cao Trọng Hòa mỉm cười nói, Hà Tiểu Thư, hôm nay tới có chuyện gì? Hà Vũ Mông giới thiệu nam tử bên cạnh cho Cao Trọng Hòa, vị này là đại luật sư Lã Thanh Hiền của Hong Kong, tôi đã chính thức mời đoàn đội của ông ta. Khống cáo Văn Hạo Nam vụ oan hãm hại, tạo thành thương tổn cực lớn cho danh dự và tinh thần của tôi. Lã Thanh Hiền trình lên thẻ luật sư, trịnh trọng nói, thính trưởng Cao, tôi biết trình tự pháp luật của đại lục, từ giờ trở đi, tố tụng của đương sự của tôi sẽ bước vào trình tự bình thường, chúng tôi muốn tố cáo Văn Hạo Nam lạm dụng chức quyền, vụ oan hãm hại. Hy vọng cảnh sát có thể phối hợp với chúng tôi. Sau khi Tần Manh Manh đưa đơn thì cùng đi với Lã Thanh Hiền. Cao Trọng Hòa cầm lá đơn tố cáo. Không khỏi cười khổ, việc này rốt cuộc là sẽ ầm ĩ tới mức nào. Lương Thiên Chính nói, quả thực là phiền toái. Trương Dương đâu, hắn mới là nhân vật chính của chuyện này. Trương Đại Quan Nhân không cảm thấy mình sẽ trở thành nhân vật chính của sự kiện, từ sau khi vào ở khách sạn Thủy Lợi, từ sau khi Cao Trọng Hòa sai người tiếp quản nơi này, hắn giống như bị ngoại giới quên đi. Trương Dương trước giờ không chịu ngồi yên không ngờ có thể tĩnh tâm, nhân lúc nhàn hạ, tu luyện đại thừa quyết, khôi phục thân thể. Có thể nói thông qua tu luyện và điều dưỡng trong mấy ngày nay, thân thể hắn một lần nữa đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn xưa. Sự thành thục của tâm tính không quyết định độ cao thấp của tu vi, nhưng tu vi để thăng lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của một người. Trương Đại Quan Nhân đối với mưa gió trước mặt vẫn có thể bình chân như vậy, không chỉ bởi vì hắn nắm chắc kết quả cuối cùng, mà cái này cũng có quan hệ nhất định với tâm tình của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đã là ngày thứ năm Trương Đại Quan Nhân ở trong nhà. Thính trưởng Thính Công an tỉnh Cao Trọng Hòa cùng Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Ngụy Long Hưng cùng nhau tới gặp hắn. Mấy ngày không gặp, cảm thấy Trương Dương tựa hồ béo hơn một chút, trắng da một chút, Ngụy Long Hưng là lần đầu tiên đến, nhìn chung quanh phòng, điều kiện chỉ có thể nói là bình thường. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, tất cả đều hài lòng chứ? Trương Đại Quan Nhân cười nói, lãnh đạo hài lòng thì tôi hài lòng. Cao Trọng Hòa quay sang nhìn Ngụy Long Hưng, đúng là đồng chí tốt. Ngụy Long Hưng cười cười, ít nhiều lộ ra vẻ mất tự nhiên. Trương Dương nói, hai vị đại nhân cùng nhau tới đây,
là muốn thẩm vấn tôi ư? Thẩm vấn thì tôi không sợ, nhưng đừng có dụng hình với tôi, xương cốt tôi mềm lắm khẳng định sẽ nhận tội bừa. Cao Trọng Hòa nói, vừa rồi tôi nhận được một số tư liệu. Y lấy ra một bức ảnh, vung vẩy trước mặt Trương Dương, cô ta là nhân viên công tác của Quốc An à? Trương Đại Quan Nhân chớp chớp mắt, trong lòng đã minh bạch, phía Quốc An nghe nói tin tức về mình, khẳng định đã ra tay can thiệp. Trương Dương cười nói, tôi không biết, không phải nói cô ta là nữ chiêu đãi viên của hộp đêm ư. Cao Trọng Hòa nói, anh từ lâu đã biết rồi đúng không? Trương Dương nói, biết cái gì? Tôi không hiểu, một mực là các anh nói mà. Chương 2504, khủng hoảng 1. Cao Trọng Hòa nói, thì ra cô ta không chết. Trương Dương nói, ai cơ? Cao Trọng Hòa nói, thằng nhóc cậu, biết rõ còn giả vờ hồ đồ, âm hiểm thật, tuổi còn trẻ mà đã nín nhịn giỏi như vậy. Trương Dương nói, không phải tôi nín nhịn giỏi, mà là bị các anh dọa cho sợ ngây ra rồi, tôi đến giết gà còn không dám, huống chi là giết người. Cao Trọng Hòa nói, đừng có giả mồm, ăn không ở không nhiều ngày như vậy, có phải rất thích hay không? Trương Dương nói, thức ăn còn tạm được, chỗ ở thì chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng khiến tôi khó chịu nhất chính là không có rượu uống. Cao Trọng Hòa nói, cậu đi đi. Trương Đại Quan Nhân cố ý nói, gì cơ? Cao Trọng Hòa nói, không nghe thầy à, cậu đi đi. Trương Dương nói, đi đâu? Thực sự định tống tôi vào nhà giam à? Tôi nói này, trình tự như thế là không đúng. Còn chưa xong quy tôi mà. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Long Hưng. Ngụy Long Hưng nói, đồng chí Trương Dương, chuyện trên cơ bản đã được điều tra rõ. Chuyện của Tang Bối Bối chỉ là hiểu lầm. Trương Dương nói, các anh bảo tôi tới thì tôi tới, bắt tôi đi thì tôi đi, dựa vào gì? Tôi hôm nay không đi. Hắn lại nằm xuống giường. Cao Trọng Hòa nói, cậu không đi cũng được, từ hôm nay trở đi phí ăn ở tự trả. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy liền bò dậy, keo kiệt. Quá keo kiệt. Ngụy Long Hưng hôm nay là bị Cao Trọng Hòa kéo tới. Hắn không biết nên nói cái gì, vốn lo Trương Dương sẽ khiến hắn khó xử. Có điều cũng may Trương Dương không chút cơn giận xuống đầu hắn. Cũng không phải là vì Trương Đại Quan Nhân rộng lượng, là Trương Dương đã sớm thấy rõ chuyện lần này là ai khơi lên. Trương Dương lên ô tô của Cao Trọng Hòa, hắn nói với Cao Trọng Hòa, Cao Thính. Tôi thực sự không sao à? Cao Trọng Hòa nói, không sao, cho dù không có phía Quốc An chứng minh cho cậu thì chỉ với khẩu cung của một mình Trần Cương thì cũng không thể định tội được cậu. Trương Dương nói, như thế này thì tính là trả lại trong sạch cho tôi à? Vinh Bằng Phi và Văn Hạo Nam sao không giáp mặt xin lỗi tôi? Cao Trọng Hòa nói, Văn Hạo Nam từ chức rồi, Vinh Bằng Phi thì xin nghỉ bệnh, cậu hiện tại hài lòng chưa? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, không hài lòng, thanh danh của tôi bị ảnh hưởng. Lát nữa tôi bảo Liêm Minh đi kiện họ. Cao Trọng Hòa vừa nghe thấy hắn lại muốn kéo con trai mình vào, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên y cũng biết Trương Dương chắc là đang nói đùa, cậu đừng có chú ý với Liêm Minh. Hà Vũ Mông đã mời đại luật sư của Hong Kong khởi tố Văn Hạo Nam rồi. Thật à? Cao Trọng Hòa gật đầu. Cho đáng đời. Văn Hạo Nam khi đi ra khỏi thính tỉnh không hề mặc đồng phục, trên thực tế hắn đã nhận được thông chi. Cao Trọng Hòa đang chờ hắn đệ đơn xin từ chức, hắn muốn đi tìm Cao Trọng Hòa để hỏi trực tiếp, nhưng Cao Trọng Hòa căn bản không muốn gặp hắn. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cũng gọi điện thoại cho hắn mấy lần, Văn Hạo Nam không hề nhấc máy, hắn biết Lương Thiên Chính khẳng định là vì cha mẹ nên mới gọi điện thoại cho mình, có lẽ cha mẹ muốn thông qua y để chuyển cáo gì đó cho mình. Văn Hạo Nam hiện tại không muốn nghe bất kỳ ai thuyết giáo hắn tự nhận là đã bố cục tỉ mỉ, cho rằng lần này có thể tóm được Trương Dương, nhưng Trương Dương thậm chí căn bản không hề ra tay đã có người dọn dẹp cho hắn, mà hiện tại thậm chí muốn bức hắn từ chức. Chuyện Tần Manh Manh mời luật sư muốn khống cáo hắn, Văn Hạo Nam cũng đã biết, hắn cuối cùng cũng minh bạch, nữ nhân vĩnh viễn tuyệt tình hơn so với, cho tới nay hắn vẫn cho rằng Tần Manh Manh có chút tình cảm đối với mình, nhưng hiện thực lại đã xé rách chút ảo tưởng còn sót lại trong lòng hắn này. Khi ra khỏi cửa lớn của thính công an, Văn Hạo Nam theo bản năng quay đầu nhìn lại, hắn cảm giác mình tựa như một con chó mà ai cũng muốn đánh, không ai nguyện ý đứng ở phía hắn cả. Ô tô phía sau vang lên tiếng còi. Văn Hạo Nam quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ ở bên cạnh, Lương Thành Long từ bên trong thò đầu ra, Hạo Nam, chú tôi bảo tôi đến đón anh. Lương Thiên Chính thủy chung không liên lạc được với Văn Hạo Nam, tuy rằng y rất không đồng ý với những hành động gần đây của Văn Hạo Nam, nhưng thân là lão bằng hữu của Văn gia, y không thể mặc kệ Văn Hạo Nam được. Gọi mấy cú điện thoại mà Văn Hạo Nam cũng không chịu nghe,
Lương Thiên Chính chỉ có thể bảo Lương Thành Long tới đơn vị tìm hắn. Văn Hạo Nam và Lương Thành Long quen nhau đã không ít năm, nhưng bọn họ không tính là thân thiết. Văn Hạo Nam không hề động, đứng tại chỗ đáp, anh giúp tôi nói với chú Lương, buổi tối tôi còn có việc. Lương Thành Long biết một chút mâu thuẫn giữa Trương Dương và Văn Hạo Nam, trong chuyện này, thái độ của Lương Thành Long là không giúp ai, tuy rằng Văn Hạo Nam không phải là bằng hữu của hắn, nhưng hắn là người làm ăn phải dĩ hòa vi quý, không cần thiết bởi vì Trương Dương mà đắc tội với Văn Hạo Nam, huống chi quan hệ của chú và Văn gia còn thân thiết như vậy. Lương Thành Long mở cửa xe bước xuống, tới trước mặt Văn Hạo Nam, Hạo Nam, chú tôi hạ tử lệnh cho tôi, bảo tôi hôm nay nhất định phải dẫn được anh về nhà ăn cơm. Anh nếu không theo tôi về, tôi cũng không có nhà để về. Văn Hạo Nam nghe hắn nói như vậy, chỉ có thể gật đầu, lên ô tô của Lương Thành Long. Lương Thành Long mua chiếc xe này chưa được mấy ngày, bên trong còn có mùi xe mới. Văn Hạo Nam không thích loại mùi này, hạ cửa kính xe, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Lương Thành Long nhìn ra tình tự của hắn không tốt, cũng không chủ động bắt chuyện, lái xe đưa hắn về nhà chú. Lương Thiên Chính nghe nói Lương Thành Long đã đón được Văn Hạo Nam thì đứng dậy ra phòng khách. Sắc mặt của Văn Hạo Nam không hề dễ coi, hắn miễn cưỡng gọi một tiếng chú Lương. Lương Thiên Chính cười nói, Thành Long, mau bảo thím cháu đi chuẩn bị cơm chiều. Những người khác đều lựa chọn lảng tránh, trong phòng khách chỉ còn lại Lương Thiên Chính và Văn Hạo Nam. Lương Thiên Chính nói, Hạo Nam, lúc nào thì trở lại kinh thành. Y đã tìm hiểu rất rõ ràng chuyện của Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam không nói gì, hắn không muốn về, bởi vì không cam lòng, lần này hắn và Trương Dương thậm chí còn chưa có cơ hội giao thủ, hắn cảm thấy giống như tất cả mọi người đều đang giúp Trương Dương chống lại mình. Lương Thiên Chính thở dài nói, mẹ cháu rất lo lắng cho cháu. Văn Hạo Nam thầm than trong lòng, người bà ta lo lắng có lẽ là Trương Dương. Người ta một khi đã lạc lối, sẽ rất dễ càng chạy càng xa trên con đường sai lầm, Văn Hạo Nam chính là như vậy. Lương Thiên Chính nói, chuyện của cậu tôi đã tìm hiểu rõ rồi, Hạo Nam, thật ra lần này rời khỏi đối với cậu chưa chắc đã là một chuyện xấu. Văn Hạo Nam nói, không phải rời khỏi, là bị người ta đá ra, tôi trong vụ án tham ô của Bắc Cảng đã bro ra nhiều thời giờ và tinh lực như vậy, nhưng khi chân tướng sắp được vạch trần, người khác lại một cước đá tôi ra ngoài. Trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ bất bình. Chương 2505, khủng hoảng 2. Lương Thiên Chính nói, Hạo Nam, cậu còn trẻ, lần này bảo cậu đi, không phải muốn phủ định thành tích cậu làm ra, mà là không muốn cậu người hữu tâm lợi dụng. Văn Hạo Nam nói, không ai lợi dụng tôi cả, là tự tôi chủ động muốn làm. Lương Thiên Chính nói, cậu và Trương Dương là huynh đệ, mâu thuẫn giữa các cậu sẽ chỉ ảnh hưởng tới gia đình mình, không hề gây tổn thương gì cho người khác, việc gì phải khiến người ta cười chê. Hắn không phải huynh đệ của tôi. Lương Thiên Chính nói, Hạo Nam, chuyện này dừng ở đây, cậu rời khỏi, tôi sẽ tận lực giúp cậu giải quyết muốn chuyện còn lại. Văn Hạo Nam mấy máy môi, hắn biết Lương Thiên Chính là có ý tốt, nhưng hắn lại nhưng không cách nào chấp nhận được. Văn Hạo Nam lắc đầu nói, tôi biết mọi người nghĩ gì, tôi cũng biết mọi người đều nhìn tôi như thế nào, không sao cả. Cảm ơn chú đã mời tôi tới đây ăn cơm. Văn Hạo Nam đứng lên, cáo từ Lương Thiên Chính. Lương Thiên Chính kinh ngạc nói, Hạo Nam, nhưng cơm còn chưa ăn mà. Văn Hạo Nam nói, không ăn, tôi còn có chuyện quan trọng phải giải quyết. Lương Thiên Chính nói, Hạo Nam. Văn Hạo Nam cười nói, chú yên tâm, tôi sẽ trở về. Nội tâm Văn Hạo Nam lúc này vô cùng đau khổ và cô độc, hắn phát hiện bên cạnh mình thậm chí không có một đối tượng để nghe hắn thổ lộ, tất cả mọi người đều ruồng bỏ hắn. Đứng ở ngã tư phố, hắn không biết mình nên đi đâu, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đã lên, có lẽ đây là một đêm cuối cùng hắn ở Đông Giang. Chuyện Lương Thiên Chính nói, hắn không phải không nhìn thấu, mà là cừu hận đối với Trương Dương đã khiến hắn quên đi chủ yếu và thứ yếu của sự tình, không phải hắn bị lợi dụng, mà là đang lợi dụng lẫn nhau. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Văn Hạo Nam vốn định không nhấc, nhưng tiếng chuông vẫn quật cường vang lên, hắn cuối cùng cúi đầu, cầm điện thoại, nhìn thấy dãy số nhà quen thuộc, hắn mấp máy môi, bắt máy, nghe thấy giọng nói của mẹ. La Tuệ Ninh không hề tức giận, bởi vì bà ta minh bạch. Cho dù bà ta tức giận thì cũng không thay đổi được chuyện đã phát sinh, Hạo Nam, quay về đi. Tuy rằng La Tuệ Ninh rất muốn khống chế mình không gọi cú điện thoại này, nhưng cuối cùng bà ta vẫn không nén được. Văn Hạo Nam cắn cắn môi, vâng, nghe thấy giọng nói của mẹ, hắn bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, có cảm giác muốn rơi lệ.
La Tuệ Ninh không nói gì thêm, Văn Hạo Nam cũng không nói gì, hai mẹ con cầm điện thoại, nghe tiếng hô hấp của nhau, Văn Hạo Nam vốn cho rằng sẽ phải nghe mẹ mắng, nhưng bà ta lại không nói thêm câu gì, hắn cũng thế, cứ như vậy trầm mặc một phút đồng hồ, Văn Hạo Nam nói, mẹ, con gác máy đây. La Tuệ Ninh nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, mắt hơi đỏ lên, buông điện thoại, bà ta lau nước mắt, nhanh chóng bấm số của Trương Dương. Trương Dương đang trên đường tới khách sạn Tuệ Nguyên, Tần Manh Manh sau khi thoát khốn đang tạm thời sống ở đó à, Trương Dương vừa mới liên lạc với vả, hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm. Nhận được điện thoại của mẹ nuôi, Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, có gì phân phó? Nghe thấy giọng nói tươi vui của Trương Dương, La Tuệ Ninh ở đầu kia điện thoại lại không nhịn được khóc nức nở, bà ta rơi lệ không chỉ là vì thương tâm, mà là xuất từ sự áy náy đối với Trương Dương. Trương Dương vội vàng lùi xe, mẹ nuôi, mẹ đừng vậy, con đang lái xe, không thể phân tâm được đâu. La Tuệ Ninh thở dài, Trương Dương, xin lỗi con. Trương Dương nói, sao lại nói vậy, không có gì đâu mẹ, chuyện đã trôi qua rồi, con hiện tại đau đầu nhất là làm thế nào để tới gặp cha của Yên Nhiên đây, trong lòng thực sự hơi sợ, hay là mẹ gọi điện thoại cho ông ấy đi, câu thông một chút. La Tuệ Ninh biết Trương Dương căn bản không cần thiết phải thông qua mình để giải thích với Tống Hoài Minh. Hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là để an ủi mình thôi, La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, mẹ cam đoan, tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này tái diễn. Văn Hạo Nam vẫn đứng tại chỗ, một chiếc BMW màu đen đỗ bên cạnh hắn, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Văn Hạo Nam cúi đầu, mượn ánh đèn đường, thấy rõ người bên trong xe không ngờ là Tần Manh Manh. Văn Hạo Nam không ngờ vào lúc này Tần Manh Manh lại chủ động đến tìm mình. Vẻ mặt Tần Manh Manh rất nghiêm túc. Cô ta nói khẽ, lên xe. Giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, khác với lúc bình thường. Văn Hạo Nam mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Tần Manh Manh nói, ăn cơm chưa? Văn Hạo Nam lắc đầu, cảm thấy Tần Manh Manh hôm nay có chút là lạ. Tần Manh Manh nói, tôi mời anh. Văn Hạo Nam nói, tối nay chắc không phải là Hồng Môn Yến chứ? Tần Manh Manh gật đầu, anh sao? Tay cô ta đột nhiên vươn ra, Văn Hạo Nam cơ hồ nhìn thấy súng điện. Sau đó thì cảm giống như bị người đánh mạnh một quyền, người nằm liệt ra ghế. Tần Manh Manh xì một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Khi Văn Hạo Nam tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn nhà rách nát, hai tay hai chân đều bị trói chặt lên một cái ghế, ghế là làm bằng sắt, đã có rất nhiều chỗ rỉ sét. Tần Manh Manh đứng dưới ánh đèn mờ mờ, hắn chỉ nhìn được thân hình của Tần Manh Manh nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Văn Hạo Nam giãy giụa một chút. Phát hiện mình đã bị trói rất chặt, không thể nào thoát ra được, hắn bỗng nhiên bật cười ha ha, thoạt nhìn tựa hồ như rất vui vẻ. Tần Manh Manh nói, anh cười cái gì? Chết đã đến nơi rồi mà còn có thể cười được ư? Văn Hạo Nam nói, cô muốn giết tôi. Tần Manh Manh nói, loại người như anh sống trên đời chỉ tổ làm hại người. Vì sao? Tần Manh Manh nói, trong lòng anh hiểu rõ, Trương Dương đối với Văn gia các anh như thế nào? Anh tri ân không báo lại còn 3 lần 7 lượt muốn dồn anh ta vào chỗ chết, anh rốt cuộc còn có không có nhân tính hay không? Vì bôi nhọ Trương Dương, anh không tiếc chế tạo băng ghi âm giả dối, thậm chí vứt bỏ nguyên tắc cơ bản của một cảnh sát, tiến hành vụ oan hãm hại tôi, anh có phải người hay không? Văn Hạo Nam nói, tôi trước giờ đều không muốn hại tôi, chuyện cô mang thuốc cầm không phải tôi bố trí, khi tôi tới đã có người tố giác với an ninh sân bay. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, lời anh nói có câu nào đáng tin không? Văn Hạo Nam nói, không ngờ cô lại hận tôi như vậy. Tần Manh Manh cười lạnh nói, anh xứng ư, ở trong mắt tôi anh chẳng qua chỉ là một con chó điên gặp ai cũng cắn, tôi không thể để anh tiếp tục gây thương tổn tới Trương Dương. Văn Hạo Nam nói, có biết vì sao tôi hận hắn như vậy hay không? Tất cả là bởi vì cô. Tần Manh Manh nói, Văn Hạo Nam, loại người như anh vĩnh viễn không thừa nhận mình sai. Vĩnh viễn đổ lỗi sai lầm mà mình phạm phải lên người khác. Văn Hạo Nam nói, tôi cả đời này chỉ thích một nữ nhân là cô, tôi không quan tâm tới quá khứ của cho, tôi thậm chí không ngại cô đã có con trai, vì sao cô đối với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không xứng với cô? Tần Manh Manh nói, anh tâm thuật bất chính, tôi sao có thể thích loại người như anh? Tôi biết, anh ghen tị với Trương Dương, ghen tị thì làm sao? Trong lòng tôi anh vĩnh viễn không bằng anh ta. Chương 2506, khủng hoảng 3. Câm mồm, Văn Hạo Nam đã bị cô ta chọc giận. Biểu hiện của Tần Manh Manh lại rất bình tĩnh, đi một bước về phía trước, ánh mắt khinh bỉ trong mắt cô ta khiến Văn Hạo Nam phát cuồng, anh có phải muốn biết quan hệ giữa tôi và anh ta hay không?
tôi nói cho anh hay, tôi đã sớm giao mình cho anh ta rồi, tôi là nữ nhân của anh ta, tôi thương anh ta, nguyện ý chết thay cho anh ta. Văn Hạo Nam tuy rằng minh bạch Tần Manh Manh đang thông qua phương thức này để tra tấn mình, sỉ nhục mình, nhưng nội tâm hắn lại giống như có trăm ngàn con độc xà đang cắn xé, loại cảm giác này khiến hắn thống khổ, Văn Hạo Nam thở phì phò tiện nhân. Tần Manh Manh thở dài nói, nữ nhân chỉ đê tiện với nam nhân mình thích thôi, mà anh thì vĩnh viễn không có tư cách này. Văn Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, tôi sẽ khiến cô hối hận, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận cả đời. Tần Manh Manh đi tới phía trước, giơ tay lên hung hăng tát cho hắn một cái, cô ta xuống tay rất nặng, đánh cho nửa bên mặt của Văn Hạo Nam sưng phồng, sau đó, cô ta cầm một ống tiêm, hút thuốc rồi đâm vào trong cổ Văn Hạo Nam. Thủ pháp của Tần Manh Manh cực kỳ thuần thục, nhìn ra được cô ta chắc đã được đặc biệt huấn luyện về phương diện này. Văn Hạo Nam không ngừng mắng, nhưng tầm mắt của hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ, trước mắt xuất hiện ảo ảnh, hắn giống như nhìn thấy cảnh Trương Dương và Tần Manh Manh trầm chuồng làm tình trước mặt. Văn Hạo Nam đau khổ chu lên. Tần Manh Manh thở dài, giọng nói của cô ta tựa hồ như ở trong mây. Văn Hạo Nam, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai sai anh đối phó Trương Dương? Ánh mắt Văn Hạo Nam dại ra, hắn lẩm bẩm nói, không ai sai khiến tôi cả, tôi hận hắn. Là hắn phá hoại tình cảm của chúng ta. Hắn đã cướp đi tất cả của tôi. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, ảo giác trước mắt tựa hồ trong nháy mắt đã biến mất, không có Trương Dương. Chỉ có Tần Manh Manh đứng phía trước mình, cô ta đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt tràn ngập nhu tình, nội tâm Văn Hạo Nam lại trong phút chốc bị mềm hóa, hắn run giọng nói, Manh Manh. Cô không biết, cô căn bản không biết tôi rốt cuộc yêu cô tới mức nào đâu. Tần Manh Manh nói, tôi minh bạch, tôi cũng biết, nhưng tất cả đều chậm rồi. Tôi cần một nam nhân chân chính có thể bảo vệ tôi. Văn Hạo Nam nói, cô căn bản không biết tôi đã làm gì cho cô, tôi đã tìm hiểu quá khứ của cô. Vì cô, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tần Manh Manh cười lạnh nói, tôi sao không biết anh đã làm gì cho tôi. Biết biết, người tạo thành bi kịch cho cô là Tần Chấn Đông, là tôi giết hắn, tôi không cho phép bất kỳ ai được vũ nhục cô. Tần Manh Manh trợn tròn mắt, ánh mắt của cô ta tràn ngập kinh hãi, đồng thời lại xen lẫn vài phần vui sướng. Cô ta nói khẽ anh là nói, Tần Chấn Đông là anh giết. Văn Hạo Nam gật đầu, không sai, tên xúc sinh này đã vũ nhục cô. Tôi đương nhiên muốn giết hắn, dù giết hắn thêm một lần nữa vẫn không hả giận. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, nhưng tên đê tiện vô sỉ anh lại giá hỏa cái chết của hắn cho tôi. Văn Hạo Nam nói, tôi thừa nhận, tôi đã sai, lúc ấy tôi rất, sau sự kiện đó tôi vẫn luôn chìm đắm trong hối hận, tôi không muốn thương tổn cô, Manh Manh, tôi yêu cô như vậy, sao có thể thương tổn đến cô. Trong mông lung, Văn Hạo Nam nhìn thấy một quyền đầu trắng nõn phóng đại trước mắt mình. Sau đó thế giới của hắn giống như tắt điện, rơi vào một mảng tối đen. Tần Manh Manh lạnh lùng nhìn Văn Hạo Nam đã hôn mê, cô ta xoay người ra khỏi nhà, bên ngoài đã đầy ánh sao, Lệ Phù lẳng lặng đứng trên gò đất cách đó không xa, nhìn cảnh đêm của Đông Giang. Tần Manh Manh tới bên cạnh cô ta, Lệ Phù quay mặt lại, ánh mắt đảo khắp người cô ta, sau đó mỉm cười, thực sự rất giống. Quả thực có thể dùng giả thay thật. Tần Manh Manh cúi đầu, bóc một tầng mặt nạ mỏng trên mặt xuống. Gương mặt phía dưới chiếc mặt nạ vẫn đẹp như tranh, nhưng so với Tần Manh Manh thì thiếu đi vài phần u buồn, có thêm mấy phần lạc quan và linh động, người giả trang thành Tần Manh Manh không ngờ là đặc công quốc An Tang Bối Bối. Lệ Phù nói, tên hỗn đản đó khai những gì rồi? Tang Bối Bối nói, đơn giản chỉ là một số lời nói thù hận đối với Trương Dương, tôi thật sự không hiểu, hận một người sao có thể đến loại trình độ này? Lệ Phù nói, bởi vì Tần Manh Manh. Tang Bối Bối nói, giữa Trương Dương và Tần Manh Manh đơn giản chỉ là loại tình cảm anh em, Văn Hạo Nam hiển nhiên đã hiểu lầm. Lệ Phù nói, hắn có hiểu lầm hay không đối với chúng ta mà nói thì không quan trọng, mấu chốt là nhất định phải bắt hắn chấm dứt, bắt hắn về sau không tìm Trương Dương gây phiền toái nữa. Tang Bối Bối mỉm cười nói, dứt khoát giết hắn đi cho xong chuyện. Lệ Phù nói, không thể, không nói đến ảnh hưởng có thể xảy ra, phía Trương Dương cũng sẽ không đồng ý. Tang Bối Bối nói, vậy chỉ có thể thả hắn, cho hắn thêm một cơ hội. Lệ Phù chớp chớp mắt, cô hỏi được gì rồi? Tang Bối Bối cười nói, toàn những lời nói khốn nạn, miệng thằng chó này cứng lắm. Lệ Phù nhẹ giọng thở dài, Văn Hạo Nam này lòng dạ quá hẹp hòi, hơn nữa tính tình quá cực đoan, cho dù chúng ta lần này tha hắn, hắn chưa chắc đã sửa đổi, có lẽ sau này vẫn tìm Trương Dương gây phiền toái. Tang Bối Bối nói, thách hắn cũng không dám. Lệ Phù có chút kinh ngạc nhìn Tang Bối Bối,
không biết cô ta vì sao khẳng định như vậy. Tần Manh Manh vĩnh viễn không ngờ được tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng mấy ngày không gặp, nhưng Trương Dương thoạt nhìn như không hề chịu ảnh hưởng của sự kiện lần này, tinh thần phấn chấn xuất hiện trước mặt Tần Manh Manh. Tần Manh Manh đã làm xong đồ ăn, nhìn Trương Dương tới, khóe môi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trương Dương ngồi xuống đối diện cô ta. Tần Manh Manh chỉ thức ăn trên bàn, xem còn muốn ăn gì nữa. Trương Dương cười nói, thức ăn cảnh sát cung cấp coi như không tồi, trong bụng anh không thiếu dầu mỡ. Tần Manh Manh bật cười, Trương Dương luôn có thể khiến cho người ta vui vẻ. Hai người chạm cốc, Tần Manh Manh nói, anh Dương, lần này mang tới không ít phiền toái cho anh rồi. Trương Dương nói, đừng nói như vậy, lời này nghe có chút xa lạ. Tần Manh Manh nói, em không ngờ hắn lại đê tiện như vậy, ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta. Người cô ta ám chỉ tất nhiên là Văn Hạo Nam. Trương Dương cười nói, cảnh sát đã thẩm tra rồi, cuộn băng ghi âm đó là hắn cắt ghép. Hắn tạm dừng một chút rồi nói, anh biết lúc ấy nếu như em không phải vì quan tâm anh thì cũng sẽ không trúng bẫy của hắn. Mặt Tần Manh Manh nóng lên, thầm nghĩ trong lòng, có thể nhận được một câu này của Trương Dương, có phải trả giá nhiều hơn cũng đáng. Trương Dương nói, Manh Manh, anh tới tìm em, thật ra là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với em. Tần Manh Manh gật đầu nói, anh nói đi. Trương Dương buông chén rượu, anh muốn em hủy bỏ khởi tố Văn Hạo Nam. Chương 2507, khủng hoảng 4. Tần Manh Manh nói, anh Dương, Văn Hạo Nam này tâm lý quá tăm tối, đối với loại người như vậy không thể nương tay, nếu như lần này tha hắn, không bao lâu nữa hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Trương Dương nói, Văn Hạo Nam quả thực không phải thứ tốt lành gì, nhưng nếu như chúng ta đuổi tận giết tuyệt hắn. Đến cuối cùng chỉ tổ tạo thành khốn nhiễu cho Văn gia, ảnh hưởng đến danh tiếng của Văn gia, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cha nuôi của anh, huống chi, Văn Linh đã xuất gia, mẹ nuôi hiện tại trong lòng nhất định vô cùng khổ sở, nếu như em kiên trì khởi tố Văn Hạo Nam, không tống hắn vào tù thì không thôi, như vậy mẹ nuôi của anh sẽ ra sao? Anh không muốn bà ấy phải chịu đả kích nữa. Tần Manh Manh thở dài, anh Dương, anh nói như thế nào thì làm như thế, lát nữa em bảo luật sư rút đơn khởi tố là được. Nhưng trong lòng lại có chút không tình nguyện, cô ta không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Trương Dương, hiện tại những hành vi Văn Hạo Nam làm ra đã không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung. Người này quá mức cực đoan, rất có thể sẽ lại kiếm tẩu thiên phong. Trương Dương nói, chuyện lần này ít nhiều cũng cho hắn một bài học. Tần Manh Manh nói, mình thường dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, tuy rằng anh lòng dạ ngay thẳng, nhưng đối với loại tiểu nhân đê tiện này luôn phải đề phòng nhiều hơn. Trương Dương nói, em yên tâm đi, về sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tần Manh Manh nói, bên Yên Nhiên em sẽ giải thích, hy vọng những lời đồn lần này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Trương Dương nói, cô ta không dễ dàng mắc mưu đâu. Bọn anh quen nhau lâu như vậy, sóng gió gì mà chưa trải qua. Tần Manh Manh cười nói, sáng mai em sẽ trở về nước Mỹ. Anh tiễn em. Tần Manh Manh lắc đầu nói, đừng, em không thích cảnh chia ly. Trương Dương cười nói, anh cũng không thích, có điều con người ta khó tránh khỏi lúc hợp lúc phân. Nói xong lại nói, lần này chia ly là để lần sau gặp lại. Tần Manh Manh nói, đúng vậy, lần này chia ly là để lần sau gặp lại. Khi hai người chuẩn bị tính tiền đi thì lại được báo hóa đơn đã thanh toán. Trương Dương vừa nghĩ đã khẳng định là Kỳ Sơn dặn nhân viên rồi. Nhân viên nói, Bí thư Trương, Kỳ Tổng chờ ngài trong văn phòng. Trương Dương bảo Tần Manh Manh trở về nghỉ ngơi, hắn thì tới văn phòng của Kỳ Sơn. Kỳ Sơn đang đứng trước bể cá cho cá ăn. Trương Dương nói, Kỳ Tổng nhàn hạ thoải mái quá. Kỳ Sơn mỉm cười nói, tôi đang oán trách đây, Bí thư Trương càng lúc càng không coi tôi là bằng hữu. Đến Đông Giang mà không nói với tôi một tiếng. Hiện tại không ngờ đến Tuệ Nguyên ăn cơm mà cũng không nói. Trương Dương cười nói, lần này đến Đông Giang là vì việc công, hơn nữa từ lúc bước vào đất Đông Giang, phiền toái của tôi đã không ngớt, hôm nay mới xem như ngày đầu được hít thở bầu không khí tự do. Kỳ Sơn nghe hắn nói thú vị như vậy thì không khỏi cười ha ha. Trương Dương ghé tới, nhìn thấy trong bể cá là hai con kim long ngư béo mập, tinh khí 10 phần, chậc chậc khen, béo quá, thứ này tôi còn chưa được ăn. Kỳ Sơn cười nói, anh nếu thật sự muốn ăn tôi bảo đầu bếp vớt lên hấp cho anh ăn. Trương Dương cười nói, quân tử không đoạt thứ người khác thích, thực sự đem hấp hai con này, tôi sẽ bị coi là phung phí của giời. Kỳ Sơn nói, long ngư tuy rằng quý, nhưng không bằng tình bạn của chúng ta.
Trương Dương gật đầu nói, thôi đừng nói, anh cứ nói là tôi lại cảm động. Kỳ Sơn cho cá ăn xong, tới bồn nước rửa tay rồi nói, buổi tối ở lại chỗ này đi, tôi sai người an bài phòng tổng thống cho anh. Trương Dương cười nói, ở chính phủ nhất chiêu tỉnh có phòng rồi. Kỳ Sơn nói, đêm hôm khuya khoắt còn về làm gì? Ở lại uống rượu nói chuyện phiếm. Trương Dương nói, anh có uống rượu đâu? Kỳ Sơn nói, tôi tuy rằng không uống rượu, nhưng tôi có thể uống trà với anh. Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười nói, nghe thì không công bình một chút nào. Kỳ Sơn nói, trên đời này nào có nhiều chuyện công bình như vậy, tôi không miễn cưỡng anh cũng đừng miễn cưỡng tôi, đúng rồi, tôi còn có một vỏ hồi sa Mao Đài rất quý. Trương Đại Quan Nhân nói, Mao Đài thì có gì mà quý. Kỳ Sơn bật cười ha ha, hắn điện thoại, gọi điện thoại cho đầu bếp trưởng làm mấy món ngon, sau đó cùng Trương Dương đi vào phòng hắn đã an bài. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Đại Quan Nhân vì thế liền ở lại. Đi theo Kỳ Sơn tới căn phòng tổng thống duy nhất của Tuệ Nguyên, nhân viên phục vụ đã dọn xong đồ ăn ở đó, bốn món được đưa lên rất nhanh, tất cả đều là đồ ngon. Một nhân viên phục vụ mở một hũ rượu được bọc rất kỹ ra, Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, đây là hồi sa Mao Đài mà Kỳ Sơn gọi ư. Bỏ lớp dán, mở giấy bịt miệng hũ, một mùi thương lập tức tỏa khắp phòng, Trương Đại Quan Nhân ngửi thấy hương rượu này, tinh thần lập tức chấn động, rượu Mao Đài có thể nói là rượu dùng trong công vụ thường thấy nhất. Rượu khác năm, độ các loại Trương Đại Quan Nhân trên cơ bản đều đã uống rồi. Nhưng Mao Đài đã uống trước kia tuyệt không có hương khí thuần khiết như thế này. Kỳ Sơn cầm lấy hũ rượu rót cho Trương Dương một ly. Chất rượu trong suốt, bởi vì trải qua năm tháng lắng đọng, lộ ra màu phách, mùi của nó tinh khiết trầm, chạm khiến cho người ta lập tức sinh ra cảm giác đầu óc lâng lâng. Kỳ Sơn cũng rót cho mình một ly, làm thủ thế mời. Trương Đại Quan Nhân cầm chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trước đây hắn uống rượu có bao giờ nhã nhặn như vậy đâu, rượu vừa vào miệng, như uống sương thu, một dòng nước ấm thấm vào tâm tỳ, quả nhiên là vào miệng không cay mà ngọt, vào cổ họng không khô mà mượt, lại tuyệt không có chuyện hơi men sộc lên đầu. Trương Đại Quan Nhân uống qua nhiều Mao Đài như vậy, nhưng không có nào có thể tinh thuần được như cái này, buông chén rượu nhắm mắt lại, dư hương vẫn còn vương ở cổ họng, kéo dài không tan, qua một lúc lâu Trương Dương mới mở mắt ra khen một chữ hảo. Kỳ Sơn mỉm cười nói, anh còn nói là không có gì lạ cơ mà. Trương Dương nói, rượu Mao Đài tôi đã uống qua không ít, nhưng thuần chính như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Kỳ Sơn nói, Mao Đài này được cất vào hầm từ thời Thanh Mạt Dân Sơ, nhắc tới Mao Đài, cần ngược dòng lại một chút, thời Tiền Thanh, Quý Châu không sản xuất muối, nghiệp nấu rượu của địa phương cũng không thịnh vượng như hiện tại, dân bản xứ đều có thói quen uống một loại rượu trắng, muối ăn của đương địa Quý Châu đều được tiếp tế từ muối xuyên. Nhưng sinh ý vận muối xuyên đều nằm trong tay thương nhân hai tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, đám thương nhân này thường ở Quý Châu, nhưng lại không uống quen rượu trắng của địa phương. Vì thế bọn họ khi buôn muối cũng buôn rượu, nhưng về sau bọn họ phát hiện dòng Xích Thủy Hà có một con sông nhỏ, uốn lượn trước thôn Mao Đài, chất nước mát lạnh, thích hợp để ủ rượu, vì thế bọn họ dứt khoát mời sư phó chế tạo rượu của gia hương tới Quý Châu, ngay cả men rượu tốt nhất của Sơn Thiểm cũng mang theo, vì thế dựng một xây nhà máy chế rượu ở Vịnh Dương Liễu. Về sau càng nghiên cứu càng tinh thâm, nghiên cứu chế tạo ra một loại hồi sa Mao Đài, trước tiên đào hầm trên mặt đất, lấy đá vụn làm nền. Xây thềm bố phía dùng gạo nếp nghiền nát, sắc thành tương gạo, trộn thêm một ít cát sông đã sàng, lát phẳng khe hở của đá, cuối cùng mới rót rượu vào trong hầm, cất một năm đến hai năm mới đưa ra thị trường, đương nhiên thời gian cầm trong hầm càng dài càng tốt. Loại hồi sa Mao Đài này, trải qua sự ngâm hút của cát sông, nhiệt lượng bay hết, đây mới là Mao Đài cực phẩm. Vỏ Mao Đài này là tôi khi tham gia văn hóa rượu mua được, đại khái là, từ năm 1907, tới giờ đã 90 năm. Hiếm có nhất là, rượu này vẫn luôn được cất trong hầm rượu, tuy rằng trải qua chiến hỏa vẫn không hề bị hủy hoại, được coi là chân phẩm trong rượu. Trương Đại Quan Nhân nghe Kỳ Sơn nói xong điển cố về hồi sa Mao Đài, càng cảm thấy rượu này chân quý bất phàm, lại phẩm một ngụm rồi thở dài, một ngụm này của tôi chắc mất mấy ngàn. Kỳ Sơn mỉm cười nói, bảo kiếm đưa tráng sĩ, phấn hồng tặng giai nhân, cực phẩm Mao Đài này tất nhiên phải để loại người hiểu rượu như anh uống, có câu rượu gặp tri kỷ ngàn chén cũng ít, tôi chắc không được tính là tri kỷ của anh, nhưng lại muốn để anh tìm được cảm giác ngàn chén vẫn thiếu, cho nên chỉ có thể dâng lên hai cân hồi sa Mao Đài để anh uống cho thống khoái. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, trong lòng có chút bội phục Kỳ Sơn, người này thực sự không đơn giản, làm việc cẩn thận, lặng lẽ trả cho mình một cái nhân tình.
Đương nhiên Trương Đại Quan Nhân sẽ không bị hai cân hồi xa mao đài này làm cảm động, Kỳ Sơn cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng một vò rượu có thể bảo đảm Trương Dương không tiết lộ bí mật vì hắn giết An Đức Huyên. Nhân viên phục vụ mang cua tới. Trương Dương nói, hai người ăn không cần phải phô trương như vậy chứ. Kỳ Sơn nói, chỉ cần hai món này thôi, rượu ngon như vậy dù sao cũng phải có vài món nhắm phối hợp chứ. Trương Dương nhấp thử một miếng canh cá, khen, trình độ của đầu bếp nơi này không tồi. Kỳ Sơn nói, nguyên tắc làm người của tôi trước giờ luôn vậy, hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì phải nhất định làm tốt nhất. Trương Dương mỉm cười nói, trên thế giới này chưa chắc chuyện gì cũng đều được như ước nguyện, bằng không sao lại có câu tâm đỏ cao với trời, mạng thì đỏ bạc như giấy. Chương 2508, đùa dai 1. Kỳ Sơn nói, bất kể vận mệnh như thế nào, mỗi người luôn sẽ có sự theo đuổi của mình, chỉ đơn giản là sự theo đuổi cao thấp bất đồng mà thôi. Hắn không giỏi uống rượu, cho dù là trước mặt bầy chân phẩm hồi xa mao đài thì cũng chỉ lướt qua là thôi, cầm chén Thiết Quan Âm, uống ngụm trà rồi nói, lời đồn về anh bên ngoài rất nhiều, nói anh ở Tân Hải bị tình nghi dính líu đến giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Trương Dương buông chén rượu, cười nói, rất nhiều chuyện đều là đổi trắng thay đen, rõ ràng không giết người, lại bị người ta coi là hung thủ chân chính thì lại nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Kỳ Sơn nghe ra những lời này của hắn rõ ràng có á chỉ, mỉm cười nói, đây là số mệnh. Có điều vận khí của anh luôn luôn rất tốt, nhanh như vậy đã đòi lại sự trong sạch cho mình. Trương Dương nói, chuyện chưa từng làm thì vốn không cần phải đòi lại trong sạch, vốn chính là trong sạch rồi. Kể ra thì vẫn phải cảm tạ Viên Hiếu Thương, hắn không như tên hỗn đản Trần Cương vu hãm tôi. Kỳ Sơn nói, Hiếu Thương lần này chỉ sợ gặp phiền toái rồi, hắn gặp phải rất nhiều tố cáo liên quan tới buôn lậu. Trương Dương nói, anh và hắn từng là bạn hợp tác làm ăn, cũng là bằng hữu tốt, cảnh sát lần này không tìm anh tới hiệp trợ điều tra ư. Kỳ Sơn nói, tìm rồi, tôi đã nói hết tất cả, giữa tôi và Viên Hiếu Thương không hề có bất kỳ qua lại trái pháp luật nào cả, bằng không, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng thả tôi ra như vậy, tôi và anh đều là trong sạch. Trương Dương lắc đầu nói, hai ta khác nhau. Kỳ Sơn nói, quả thực khác nhau, thứ anh uống là rượu, còn thứ tôi uống là trà. Trương Dương nói, có người thường nói, người uống rượu nhiệt huyết xung động, người uống trà bình tĩnh trầm ổn, trên người chúng ta tựa hồ thực sự đã được nghiệm chứng điều này. Kỳ Sơn nói, mỗi người đều có lúc nhiệt huyết xung động, trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, hoặc là vì tình thân, hoặc là vì tình bạn, hoặc là vì tình yêu. Không ai khi người quan trọng của mình gặp xâm hại mà vẫn có thể thờ ơ, bất kể anh đánh giá tôi như thế nào, tôi vẫn kiên trì cho rằng, ở phương diện nào đó chúng ta có chỗ giống nhau. Trương Dương thở dài, Kỳ Sơn tuy rằng không nói rõ, nhưng đang ám chỉ, hắn sở dĩ ra tay với An Đức Huyên, là vì lợi ích thân nhân của hắn bị xâm hại. Trương Dương nhớ tới em trai Kỳ Phong đã chết của Kỳ Sơn. Nếu như đổi thành chuyện đồng dạng phát sinh trên người mình, có lẽ hắn so với Kỳ Sơn còn cực đoan hơn. Trương Dương nói, hai ngày trước di thể của An Đức Huyên được đưa về rừng già núi Thanh Đài hạ táng, trong lễ tang, xảy ra sự kiện thanh toán đẫm máu. Kỳ Sơn nói, tôi cũng có nghe nói, nhưng không thấy đưa tin chính thức. Trương Dương nói, loại chuyện này liên quan tới rất nhiều mặt, cho nên đưa tin nhất thiết phải cẩn thận. Một đám người của Tín Nghĩa xã Đài Loan muốn xử lý An Đạt Văn, phát sinh bắn giết với thủ hạ An Đạt Văn mang tới. Rất nhiều người chết, những người đó phần lớn đã xa lưới, thủ phạm chính An Đạt Văn thì lại có thể đào thoát. Kỳ Sơn bất động thanh sắc, nói khẽ An Đạt Văn luôn đường hoàng xưng mình làm ăn chín đáng. Thì ra hắn xét đến cùng vẫn là Lao Thiên Môn. Trương Dương nói, ngoài mặt trông như là hắc bang vì tranh quyền đoạt lợi mà sống mái với nhau, nhưng vào thời khắc An Đức Huyên bị giết, đại ca hắn An Đức Minh mất tích ở Hong Kong, đến nay vẫn bặt vô âm tín, căn cứ vào tiết lộ của cảnh sát Hong Kong, An Đức Minh 89 phần 10 đã gặp bất trắc rồi. Kỳ Sơn nói, đối với người của An gia mà nói, năm nay giống như là năm hạn. Trương Dương nói, có biết người nào hận An gia như vậy hay không? Kỳ Sơn mỉm cười nói, nhận chi của tôi đối với An gia vẫn rất hạn hẹp. Trương Dương nói, chỉ cần người biết một chút về An gia đều sẽ không quên huyết án mấy năm trước phát sinh ở Hong Kong, người làm ra trận huyết án đó tên là An Đức Hằng, là lão ngũ của An gia, nhưng hắn lại không phải con thân sinh của An lão, cha hắn năm đó từng là huynh đệ thủ hạ của An lão, về sau lại bởi vì phản bội An lão, bị xử trí theo bang quy, An Đức Hằng sau khi biết được bí mật này thì nằm gai nếm mật. Nghĩ đủ âm mưu, cuối cùng chọn động thủ trong ngày sinh của An lão, chế tạo huyết án An gia danh chấn Hương Cảng.
Kỳ Sơn nói, báo thù cho cha cũng không có gì đáng trách. Trương Dương nói, về sau An lão để An Đạt Văn chủ trì đại cục của An gia, An Đạt Văn cha được An Đức Hằng, dồn hắn vào đường cùng, phơi thây đầu đường, nhưng gần đây có người chứng minh An Đức Hằng vẫn chưa chết. Kỳ Sơn vẻ mặt vẫn thản nhiên, hắn rót cho Trương Dương một chén rượu, đoạn sử báo thù này nghe cũng rung động đến tâm can. Trương Dương nói, năm đó người giết chết cha của An Đức Hằng là An lão, dứt bỏ thiện ác của cha An Đức Hằng không nói, An lão dưỡng dục An Đức Hằng nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phải là một loại ân đức. Cho dù dứt bỏ đoạn ân đức này không nói, An Đức Hằng muốn báo thù thì nên tìm An lão, vì sao cứ nhắm vào cả An gia? Chẳng lẽ thực sự muốn cha nợ co trả ư? Kỳ Sơn uống ngụm trà, An gia lưu lạc tới nước này, An Đức Hằng cũng có thể cảm thấy mỹ mãn rồi. Trương Dương nói, hắn nếu thỏa mãn thì đã không để phát sinh bắn rét trong rừng già An gia ở núi Thanh Đài, tuy rằng ngoài mặt là hắc bang nội chiến, nhưng vẫn là hắn ở phía sau thúc đẩy. Tựa như cái chết của An Đức Uyên, cũng có quan hệ tất nhiên với hắn. Trương Dương khi nói những lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỳ Sơn. Ánh mắt của Kỳ Sơn lại nhìn về phía mặt bàn. Hai người trong lòng biết rõ ràng, An Đức Uyên chết ở trên tay Kỳ Sơn, nhưng Kỳ Sơn vì sao muốn làm như vậy? Hắn và An Đức Hằng có liên hệ hay không? Đây mới là chuyện Trương Dương thực sự quan tâm. Kỳ Sơn nói, An Đạt Văn đã thành tội phạm truy nã rồi ư. Trương Dương nói, vận khí của hắn coi như không tồi, có điều, tôi tin chắc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, loại người như hắn sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng. Kỳ Sơn nói, An gia xem ra thực sự bị hủy trong tay An Đức Hằng. Trương Dương nói, nếu như anh quen An Đức Hằng, nói tới đây hắn cố ý tạm dừng một chút. Sự trấn định của Kỳ Sơn khiến Trương Dương cảm thấy thán phục, cho dù là dưới tiền đề mình đã biết những gì hắn làm, Kỳ Sơn vẫn không để lộ ra một chút ít hoảng loạn nào. Trương Dương nói, nếu như anh quen hắn, anh sẽ biết, người này tuyệt đối không thể tín nhiệm, hắn có thể xuống tay với một lão nhân đã nuôi nấng hắn nhiều năm. Như vậy trên thế giới này còn có cái gì khiến hắn quan tâm? Kỳ Sơn nói, loại người như hắn sống trên đời là một tai họa. Trương Dương gật đầu, khóe môi lộ ra ý cười, tai họa này trừ bỏ càng sớm càng tốt. Anh xử thế lão luyện, kiến thức rộng rãi, không biết có thể có đề nghị gì hay không? Kỳ Sơn nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tôi thả an an ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại. Chương 2509, đùa dai 2. Trong ánh mắt Trương Dương lộ ra vẻ thất vọng, người ta rất nhiều lúc không có lựa chọn. Văn Hạo Nam bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào người, hắn giật mình, mở mắt ra, có chút mê hoặc chớp chớp mắt, hắn cảm thấy đầu óc mình là một mảng hỗn độn, chỉ nhớ mang máng đã xảy ra chuyện gì, đã nói những gì, nhưng tất cả lại giống như trong mơ, tầm nhìn của hắn vẫn mơ hồ, cảnh vật nhìn thấy đều là bóng chồng. Trước mắt tựa hồ có hai Tần Manh Manh đang đứng. Văn Hạo Nam nhếch môi bật cười. Vì sao không giết tôi? Tần Manh Manh đi tới trước cho hắn một bạt tai, sau đó rút ra một ống tiêm, đâm vào tĩnh mạch cổ của hắn. Văn Hạo Nam bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong ấn tượng của hắn Tần Manh Manh tính tình yếu đuối, chưa bao giờ quyết đoán và kiên quyết như hôm nay. Một kim này sau khi tiêm vào, hắn cảm thấy thân thể của mình dần dần khôi phục cảm giác bình thường, cảnh vật trước mắt đã trở nên rõ ràng dần. Tần Manh Manh nói, Văn Hạo Nam, anh đừng sợ, tôi sẽ không giết anh. Văn Hạo Nam nhìn Tần Manh Manh, không nói gì. Tần Manh Manh nói, nhưng chỉ cần tôi nguyện ý, tùy thời đều có thể khiến anh thân bại danh liệt. Văn Hạo Nam từ trong mắt Tần Manh Manh nhận thấy sát khí lạnh thấu xương, cảm thấy được một loại xa lạ trước giờ chưa từng có, hắn run giọng nói, cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Tần Manh Manh cười lạnh một tiếng, quay mặt lại, bóc lớp mặt nạ trên mặt. Văn Hạo Nam tuy rằng từng giao tiếp với Tang Bối Bối không nhiều, nhưng hắn vẫn luôn theo đuổi vụ án Tang Bối Bối mất tích, có thể nói đã sớm ghi nhớ trong lòng bộ dạng của cô ta, hắn vốn cho rằng Tang Bối Bối đã, nhưng lúc này lại nhìn thấy Tang Bối Bối xuất hiện rõ ràng trước mặt mình. Tâm tình của Văn Hạo Nam lúc này hoàn toàn có thể dùng từ kinh hãi để hình dung. Tang Bối Bối mỉm cười, nhìn thấy tôi chưa chết, anh có phải rất thất vọng hay không? Văn Hạo Nam ra sức lắc đầu, hắn không thể tin sự thật trước mắt, có lẽ là vì một kim tiêu vừa rồi. Nhất định là mình sinh ra ảo ảnh, nhưng Văn Hạo Nam lại minh bạch, đầu óc của hắn hiện tại đã từ trạng thái hỗn độn hoàn toàn tỉnh táo lại, tất cả trước mắt trở nên rõ ràng, Tần Manh Manh trước đó mới là giả. Với sự hiểu biết của Văn Hạo Nam đối với Tần Manh Manh thì vốn không đến mức bị Tang Bối Bối lừa gạt, nhưng thuật dịch dung của Tang Bối Bối cực kỳ cao siêu, cô ta tuy rằng không thể bắt chước giống hệt giọng của Tần Manh Manh,
nhưng dựa vào tiếng nói khàn khàn có thể lừa tạm qua được. Trong đó còn có một điểm quan trọng nhất, Tần Manh Manh sau khi trốn ra nước ngoài, đã phẫu thuật thẩm mỹ, dung mạo hiện tại đã rất khác với trước kia, trong lòng Văn Hạo Nam, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bộ dạng trước đây của Tần Manh Manh. Hắn không sao ngờ được, có người lại giả dạng thành bộ dạng hiện tại của Tần Manh Manh để lừa hắn. Văn Hạo Nam lẩm bẩm nói, không thể, không thể, cô rõ ràng đã chết rồi. Tang Bối Bối nói, nhìn thấy tôi vẫn còn sống, anh có phải rất thất vọng hay không? Chỉ có tôi chết, tội danh giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích của Trương Dương mới có thể thành lập, tôi sống chẳng phải là đại biểu hắn vô tội. Văn Hạo Nam, anh vì sao hận hắn như vậy? Sắc mặt Văn Hạo Nam trắng bệch, Tang Bối Bối vẫn còn sống đúng là một đả kích cực lớn đối với hắn. Hắn cho rằng Trương Dương là kẻ giết người, là kẻ bại hoại không chuyện ác nào không làm, tất cả những điều này đều thành lập trên cơ sở Tang Bối Bối tử vong, nhưng hiện tại cơ sở phán đoán của hắn đã lung lay. Tang Bối Bối nói, lúc ban đầu tôi chỉ cho rằng anh là một kẻ lệch lạc, nhưng không ngờ chỉ số thông minh cũng anh cũng kém thảm hại, đúng là hổ phụ khuyển tử, chẳng trách người nhà anh lại thất vọng đối với anh như vậy. Văn Hạo Nam tức giận nói, câm mồm. Tang Bối Bối giơ tay lên tát cho Văn Hạo Nam hai phát, đánh cho Văn Hạo Nam mắt nổ đom đóm. Tang Bối Bối chán ghét Văn Hạo Nam đến cực điểm, cô ta xuống tay cũng không nể mặt gì. Văn Hạo Nam, anh nhìn cho rõ đi, hiện tại tính mạng của anh đang ở trong tay tôi. Văn Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm Tang Bối Bối, cô cho rằng tôi sợ chết lắm ư? Tang Bối Bối nói, Trương Dương nhường nhịn anh đủ điều, anh lại liên tục hại anh ta, nếu như không phải nể mặt cha mẹ anh đã sớm chết một nghìn một vạn lần rồi, chẳng trách Tần Manh Manh không thích anh, đổi thành bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không thích loại người cặn bã lòng dạ hẹp hòi, lấy oán trả ơn như anh. Hạo Nam nói, Trương Dương sai cô đến ư? Tang Bối Bối nói, nếu như Trương Dương biết tôi đi đối phó anh, hắn khẳng định sẽ ngăn cản tôi. Dù sao hắn vẫn còn nhớ rõ các anh là huynh đệ. Hạo Nam mấp máy môi. Tang Bối Bối nói, anh nghe rõ cho tôi, chuyện lúc trước Trương Dương hủy thi diệt tích, chỉ là để lấy lòng tin của Trần Cương và Viên Hiếu Thương, nếu như không phải vậy, nào có được bọn họ tín nhiệm. Anh tự cho là thông minh, cho rằng nắm được nhược điểm của Trương Dương, nhưng anh căn bản không hiểu dụng tâm của người khác, anh chỉ là một tên phá hoại ngu xuẩn. Một tên khốn nạn thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Hạo Nam nói khẽ cô rốt cuộc muốn thế nào? Tang Bối Bối nói, chắc anh không nhớ rõ những lời mà mình nói, mũi tiêm đầu tiên tôi tiêm cho anh gọi là lưu phún thỏa nột, có lẽ anh từng nghe nói rồi, loại dược vật này có gọi là thuốc nói thật, sau khi cơ thể người bị đâm vào, khi bị hỏi sẽ bất giác nói thật hết, anh còn nhớ những lời mình đã nói không? Lưng Hạo Nam trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tang Bối Bối nói, không cần tôi nhắc nhở anh chuyện của Tần Chấn Đông chứ. Nội tâm Hạo Nam kịch chấn, mặt xám như cho tàn. Tang Bối Bối thở dài, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của anh nằm trong tay tôi cho anh sống thì anh sống, tôi bắt anh chết thì anh phải chết, nếu như tâm tình của tôi không tốt, như vậy anh chỉ sợ muốn chết cũng không nổi. Hạo Nam run giọng nói, cô nói bậy bạ gì đó. Tang Bối Bối nói, có phải nói bậy hay không thì anh hiểu rõ. Tôi cũng hiểu rõ. Trên thế giới này, không phải ai cũng khoan dung như Trương Dương đâu, Hạo Nam, tôi khuyên anh tự giải quyết cho tốt. Cô ta xoay người rời khỏi nhà, trước khi ra hẳn, lại nói, anh thành thành thật thật ở đây kiểm điểm một chút, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người tới cứu anh. Trương Dương tuy rằng thưởng thức hồi Sa Mao Đài chân quý, nhưng từ chỗ Kỳ Sơn không hề có được tình báo giá trị nào. Khi Kỳ Sơn đi thì đã là 11 giờ tối. Trương Dương đi vào phòng tắm, nước nóng đã được xả, nằm trong bồn ngâm. Nhưng khi hắn đang thích ý hưởng thụ thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trương đại quan nhân nhanh chóng đứng dậy, quấn khăn tắm. Thân thể vô thức trốn sau cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm lặng lẽ được mở ra, nhìn thấy một chân ngọc trắng nõn bước vào, nữ lang áo đen vươn tay ra, đột nhiên mở rèm tắm, nhưng nhìn thấy trong bồn tắm lớn trống không, mới biết là vồ hụt. Cô ta bỗng nhiên quay đầu lại, Trương đại quan nhân đã như hổ đói từ phía sau cửa vồ đến, tóm lấy tay cô ta. Chương 2510, đùa dai 3. Nữ lang thấp giọng kinh hô, quay mặt lại. Trương đại quan nhân nội tâm kịch chấn, hắn vạn lần không ngờ người lẻn vào phòng tắm của mình không ngờ là Tần Manh Manh. Bốn mắt nhìn nhau, Trương đại quan nhân trong nhất thời vô cùng xấu hổ, Tần Manh Manh dù sao cũng là em gái nuôi của mình, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Tần Manh Manh muốn ban đêm xông vào phòng mình. Khiến Trương đại quan nhân càng thêm xấu hổ là... Khăn tắm quấn bên hông vào lúc này lại tuột xuống.
Xuân quang của Trương đại quan nhân lộ hết ra ngoài, càng khó xử là, cái chỗ không thuần khiết của thằng cha này lại có biến hóa rất xấu hổ. Tần Manh Manh đột nhiên nhào vào trong lòng hắn. Trương đại quan nhân bị cô ta khiến cho luống cuống tay chân, đừng. Manh Manh, đừng, đèn phòng tắm đột nhiên tắt, Trương đại quan nhân ôm người Ngọc vào lòng, thằng ôn này tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ. Trong bóng đêm cảm thấy Tần Manh Manh thổ khí như lan, bên tai nghe thấy tiếng nỉ non ôn nhu của cô ta. Ý chí lực của Trương đại quan nhân vẫn kiên trì, Manh Manh, em có phải uống say rồi hay không? Chúng ta không thể như vậy. Tần Manh Manh trước giờ luôn rụt rè lại biểu hiện ra vẻ cuồng nhiệt trước giờ chưa từng có, quần áo của cô ta từng kiện được cởi ra, rất nhanh liền trần truồng như Trương đại quan nhân. Trương đại quan nhân bị cô ta dồn vào bồn tắm, lực khống chế bạc nhược của Trương đại quan nhân cuối cùng cũng sụp đổ dưới sự nóng bỏng của cô ta. Một đêm mê loạn và cuồng nhiệt này, Trương đại quan nhân không thể diễn tả bằng ngôn từ, sau khi Tần Manh Manh rời khỏi, thằng cha này ngồi trong bồn tắm lớn ước chừng hơn 10 phút mới bình tĩnh lại được, sau đó tự tát mình một cái, cầm thú. Đó là em gái nuôi của mày mà. Trương đại quan nhân đến bây giờ vẫn không rõ Tần Manh Manh vì sao lại làm như vậy, nhưng từ đáy lòng mà nói, hắn không hề cảm thấy bứt rứt và hối hận, ngược lại có chút vui sướng, không thể không thừa nhận, ở sâu trong lòng hắn vẫn rất thích Tần Manh Manh. So sánh với một đêm hương diễm với Trương Dương, Hạo Nam bi thảm hơn nhiều, cho tới 3 giờ sáng mới có cảnh sát chạy tới nhà lá, giải cứu Hạo Nam vừa đói vừa lạnh, lại vừa sợ hãi kèm bất lực, đối với chuyện đã phát sinh, Hạo Nam không nhắc tới một chữ nào. Chuyện Hạo Nam bị bắt cóc cũng kinh động tới thính trưởng công an Cao Trọng Hòa, sau khi nghe nói chuyện này, Cao Trọng Hòa nửa đêm bỏ dậy, chạy tới bệnh viện quân khu. Hạo Nam đang ở đó kiểm tra sức khỏe. Cao Trọng Hòa từ chỗ bác sĩ xác nhận Hạo Nam không sao mới yên lòng, trong lòng thầm than, Hạo Nam này đúng là không thể khiến mình bớt lo, phong ba trước đó giấy lên vẫn chưa bình ổn thì lại suýt nữa gặp chuyện không may, nếu như Hạo Nam ở Bình Hải gặp chuyện không may, thính trưởng công an là hắn khẳng định khó thoát khỏi trách nhiệm, bất kể hỗn tiểu tử này mất dạy thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của quốc quyền. Hạo Nam lộ ra vẻ thất hồn lạc phách. Cao Trọng Hòa trước mặt hắn. Liên tục gọi hắn 3 lần, hắn mới có phản ứng, thính trưởng Cao. Cao Trọng Hòa gật đầu, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Hạo Nam, trong lòng cũng có chút không đành lòng, thở dài, Hạo Nam, cậu còn nhớ tình huống lúc đó hay không? Có chú ý tới đặc trưng của bọn bắt cóc không? Hạo Nam lắc đầu, Cao Thính, chuyện này tôi không muốn truy cứu, có thể bỏ qua hay không? Cao Trọng Hòa cơ hồ không thể tin vào tai mình, thằng ôn Hạo Nam này từ khi nào trở nên khoan dung như vậy? Chẳng lẽ trong đó có bí mật khó nói? Cao Trọng Hòa nói, cậu không sao là tốt rồi. Hạo Nam cắn cắn môi nói, sáng mai tôi sẽ trình đơn xin từ chức tới văn phòng của ngài. Trương đại quan nhân dậy rất sớm, trên thực tế thằng cha này đêm nay ngủ không ngon, thân thể thì thoải mái, trong lòng cũng thầm sướng, nhưng Trương đại quan nhân luôn cảm thấy mất mặt, hắn không biết mình ngày mai nên đối mặt với Tần Manh Manh như thế nào. Tối hôm qua Tần Manh Manh hiển nhiên là từ cửa sổ vào. Khi rời đi thì rời khỏi từ cửa chính, Trương đại quan nhân rất là khó hiểu, hắn trước đây cũng không biết chuyện Tần Manh Manh còn có võ nghệ cao cường như vậy. Hơn nữa biểu hiện của Tần Manh Manh tối hôm qua rất cuồng nhiệt, triệt để đảo lộn quan niệm cố hữu của cô ta, thì ra cô em gái này của mình ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng kỳ thực nhiệt tình như lửa, nữ nhân quả nhiên đều có hai mặt. Trương Dương càng nghĩ càng thấy 36 kế lượn là thượng sách, cái này là để tránh xấu hổ, hắn thật sự không biết mình nên nói với Tần Manh Manh. Nếu như nói tối hôm qua lúc ban đầu mình còn có chút kiên trì, nhưng dưới sự nhiệt tình chủ động của Tần Manh Manh, chút kiên trì này của mình sụp đổ rất nhanh, đến về sau thì chính mình biến bị động thành chủ động. Nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, Trương đại quan nhân không ngờ lại có phản ứng đáng xấu hổ, sáng sớm mà, nội tiết tố rất dư thừa. Trương đại quan nhân vội vàng rửa mặt, nhưng trên thế giới chuyện thường thường đều như vậy, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, muốn hôm nay trốn Tần Manh Manh, nhưng hai người lại gặp nhau ở đại sảnh. Tần Manh Manh mặc quần áo thể thao, vừa đi tập thể dục buổi sáng về, mặt đỏ bừng, nhìn qua rất đáng yêu. Trương đại quan nhân nhìn thấy cô ta liên theo bản năng cúi thấp đầu. Nhưng Tần Manh Manh đã nhìn thấy hắn, cười cười đi tới, anh Dương, anh dậy sớm thế. Trương đại quan nhân đành cười nói, em còn dậy sớm hơn anh. Tần Manh Manh nói, em dậy sớm quen rồi, nếu như không phải tối hôm qua hơi mệt thì còn có thể dậy sớm hơn. Trương đại quan nhân ừ một tiếng rồi nói, tố chất thân thể em không tồi. Tần Manh Manh nói, cũng tạm được, sức khỏe anh cũng rất tốt. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, đó là đương nhiên rồi,
tố chất thân thể của anh không phải cường hãn bình thường đâu, mắt lướt qua mặt Tần Manh Manh, đang cân nhắc muốn đi. Tần Manh Manh nói, nếu đều dậy sớm thì cùng nhau bữa sáng đi, anh tới nhà ăn chờ em đi tắm rửa đã. Trương Đại Quan Nhân nói, a, cái đó, Tần Manh Manh đã như một trận gió đi vào thang máy. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới chuyện tối hôm qua, vẫn có chút hồi vị, Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, hiện tại quan hệ giữa mình và Tần Manh Manh sẽ tính là gì? Anh em nuôi hay là cái đó? Trải qua đêm này, chuyện triệt để bị hắn làm cho rối rắm. Trương Đại Quan Nhân trước giờ cũng không phải là hạng người sợ phiền phức, trốn tránh chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng nếu đã gặp, Trương Đại Quan Nhân liền quyết định đối mặt với hiện thực. Tần Manh Manh không hề để hắn phải đợi lâu, 15 phút đồng hồ sau thì tới nhà ăn, Trương Đại Quan Nhân đã giúp cô ta gọi đồ ăn. Hai người ngồi mặt đối mặt, Trương Đại Quan Nhân lần đầu lộ ra có chút ngượng ngùng. Ngược lại với Trương Dương, biểu hiện của Tần Manh Manh rất tự nhiên, anh Dương, tinh thần của anh không tốt lắm, có phải tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt hay không? Trương Dương nói, ngủ rất ngon, rất sâu, em thì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Đại Quan Nhân liền có chút hối hận, mình không phải có tật ư. Sao cứ nhắc tới chuyện không nên nhắc? Tần Manh Manh cười nói, ngủ không ngon, cả đêm đều nằm mơ, dù sao cũng sắp đi rồi, em còn tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp mặt anh nữa. Trương Dương nói, anh cũng không ngờ. Tần Manh Manh nghe hắn nói chuyện ấp a ấp úng thì có chút quái dị, không ngờ cái gì. Thật ra trên đời này rất nhiều chuyện đều đã được chú định, anh nói có đúng không? Trương Đại Quan Nhân liên tục gật đầu, đúng, đều là ông trời chủ động. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tất cả là ông trời già gây họa, trời đất chứng giám, Manh Manh à Manh Manh, nếu như không phải tối hôm qua em chủ động chạy đến phòng anh thì anh cũng sẽ không làm ra chuyện đó với em. Tần Manh Manh nói khẽ, em buổi chiều lên máy bay rồi. Trương Dương gật đầu, lấy hết dũng khí nói, anh tiễn em. Tần Manh Manh cười nói, không phải đã nói không cần anh tiễn ư. Trương Đại Quan Nhân nói, Manh Manh, tối hôm qua. Thật ra, Tần Manh Manh nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của hắn thì không khỏi bật cười. Trương Đại Quan Nhân nói, thật ra anh không phải loại người như em nghĩ. Tần Manh Manh nói, em biết. Trương Đại Quan Nhân nói, thật ra anh. Tần Manh Manh nói, anh Dương, anh hôm nay làm sao vậy? Bình thường anh đâu có như vậy. Trương Đại Quan Nhân xem như đã minh bạch rồi. Thật ra nữ nhân có đôi khi so với nam nhân còn rộng rãi hơn, Tần Manh Manh xem ra không hề để trong lòng, mình ở đây rối rắm làm cái rắm gì, hắn bật cười, có thể tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, não thiếu dưỡng khí. Tần Manh Manh uống nước chanh, anh Dương, em quyết định rồi, lần này sau khi rời khỏi sẽ không về nữa. Khi nói những lời này, trong lòng cô ta lộ ra vài phần quyến luyến. Trương Đại Quan Nhân ngạc nhiên nhìn Tần Manh Manh, vì sao? Tần Manh Manh nói, em không muốn trở thành gánh nặng của anh nữa, không muốn mang thêm bất kỳ phiền toái gì cho anh. Trương Đại Quan Nhân nói, anh không cảm thấy vậy. Manh Manh, nếu như em là vì anh mà không muốn trở về thì em không cần phải vậy. Tần Manh Manh cắn cắn môi nói, anh Dương, em đã quyết định rồi. Chương 2511, đùa dai 4. Trương Dương nói, nhưng... Tần Manh Manh nói, em tin, tôi có thể quen với cuộc sống tương lai. Trương Đại Quan Nhân nói, nhưng... Tần Manh Manh nói, anh Dương, anh không cần phải nói, thật ra anh muốn nói gì trong lòng em đều minh bạch, cảm ơn những năm gần đây anh đã giúp đỡ em vĩnh viễn sẽ không quên những việc đó. Trương Đại Quan Nhân nuốt nước miếng, thật ra hắn cũng không thể quên. Tần Manh Manh cười cười, em phải về rồi, thu dọn đồ, chuẩn bị và cáo biệt tất cả. Cô ta đứng dậy rời đi. Trương Đại Quan Nhân ngơ ngác ngồi ở đó. Luôn cảm thấy chuyện không nên kết thúc một cách không minh bạch như vậy, Tần Manh Manh tuy rằng nói rất thoải mái, nhưng trong đáy lòng cô ta nhất định cũng muốn nghe thấy những lời nói níu giữ của mình. Nhưng mình không ngờ lại không nói gì cả, thậm chí một câu tương tự như níu kéo cũng không có. Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của Tần Manh Manh, cô ta lần này đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa, chẳng trách tối hôm qua cô ta chủ động như vậy, thì ra cô ta là thông qua phương thức này để cáo biệt mình. Trương Dương nhớ tới sự thiện lương của Tần Manh Manh, nhớ tới những nỗi bất hạnh của cô ta trước đây, hắn thầm tự trách, mình không ngờ ngay cả một câu níu giữ cũng tiếc không nói ra. Trương Dương à Trương Dương, mày hình như quá xấu xa rồi. Tần Manh Manh trở lại trong phòng, không biết vì sao, mắt có chút ươn ướt, cô ta lặng lẽ thu dọn hành trang, trong đáy lòng cô ta đã sớm yêu Trương Dương, nhưng cô ta cuối cùng vẫn không có dũng khí nói ra,
nhưng cô ta minh bạch, mình không xứng với Trương Dương, nếu như có thể, cô ta tình nguyện lặng lẽ đứng ở một góc không bị người ta chú ý, làm nữ nhân sau lưng hắn. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Duy trì trạng thái hiện tại cũng tốt, có một số lời có lẽ vĩnh viễn đừng nói quá rõ ràng, trong lòng Tần Manh Manh lại sinh ra cảm giác ngàn trời xa cách, không thể gặp lại. Nước mắt tuôn rơi. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Tần Manh Manh vội vàng lau nước mắt trên mặt, mở cửa phòng, lại nhìn thấy Trương Dương đứng ở ngoài cửa. Trương Dương bước vào, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Manh Manh cắn cắn môi, nghĩ tới sắp ra đi, trong lòng luôn có chút luyến tiếc. Cửa phòng đóng lại phía sau Trương Dương, hắn bỗng nhiên xông lên dũng cảm ôm lấy Tần Manh Manh rồi hôn môi cô ta. Mắt đẹp của Tần Manh Manh bởi vì kinh hãi mà mở tròn xoe, tai tay vì khẩn trương mà nắm chặt lại, hạnh phúc tới bất thình lình đã khiến đầu óc cô ta choáng váng, nụ hôn dài của Trương Dương khiến cô ta cơ hồ không thở nổi. Hai tay và cơ thể cô ta cuối cùng cũng thả lỏng, sau đó chậm rãi đặt lên thắt lưng Trương Dương, rồi ôm chặt lấy hắn. Khi đầu óc của Tần Manh Manh thoáng khôi phục lý trí thì cô ta và Trương Dương đã trở nên trần truồng, Trương Dương không nói gì, cực kỳ bá đạo tiến vào trong cơ thể của cô ta, chút lý trí vừa mới khôi phục của Tần Manh Manh lại triệt để mê loạn, cô ta ôm chặt thân hình cường tráng của Trương Dương, đùi đẹp cuốn chặt người hắn, mắt đẹp ướt át dưới sự tiến sâu của Trương Dương mà bị phủ lên tình dục sương mù. Trương đại quan nhân cảm thấy có chút khác lạ, phản ứng của Tần Manh Manh so với tối hôm qua thì rụt rè hơn nhiều. Nhưng lúc này Trương đại quan nhân căn bản không có thời gian để nghĩ nhiều, mục đích lần này hắn tới là muốn thổ lộ với Tần Manh Manh, nhưng thằng cha này cảm thấy ngôn ngữ không bằng hành động, vì thế phải hành động cụ thể. Cuồng loạn qua đi, thân thể mềm mại của Tần Manh Manh sụi lơ, nằm run run trong lòng Trương Dương, cô ta hiển nhiên chưa bình phục lại, bên trong mắt đẹp ánh ra lệ quang khiến cho người ta thương yêu, không phải thương tâm mà là tràn đầy hạnh phúc. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ta. Ôn nhu nói, Manh Manh, thật ra trong lòng anh vẫn luôn có em. Mặt Tần Manh Manh nóng lên, trán rụi sâu vào lòng hắn. Trương đại quan nhân lúc này mới lưu ý tới trên đệm có những điểm hồng, Trương đại quan nhân cho rằng mình nhìn lầm rồi, chớp chớp mắt, nhưng đó tuyệt đối không phải là đến từ người mình, Manh Manh, em. Mặt Tần Manh Manh dán chặt vào ngực hắn, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, qua một hồi lâu mới nói khẽ, thân thể của em từ nhỏ đã bất đồng với người khác. Bác sĩ nói em bởi vì nguyên nhân di truyền phục chế, cho nên bất đồng với những người khác. Tiếng nói của cô ta như muỗi, xấu hổ không chịu nổi. Trương đại quan nhân giờ mới hiểu, cái này trong y học cũng không phải hiếm thấy, chính là có hai hệ thống sinh sản, hai tử cung hai cái đó. Hơn nữa hai tử cung đều có thể thụ thai, chẳng trách vừa rồi cảm giác của mình hoàn toàn bất đồng, Tần Manh Manh tuy rằng đã đẻ Tần Hoan, nhưng kết cấu thân thể đặc thù của cô ta quyết định. Một nửa khác của cô ta vẫn là cô gái trinh, hôm nay mới chính thức bị Trương Dương biến thành nữ nhân một cách triệt để. Tần Manh Manh xấu hổ nói, anh Dương, anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Trương đại quan nhân nói, sao lại vậy, anh cảm giác như kiếm lời. Hắn nghiêng người đặt Tần Manh Manh dưới người, này, công tác của chúng ta hình như mới chỉ hoàn thành 1/2. Khi Trương đại quan nhân rời khỏi phòng Tần Manh Manh đã minh bạch, hôm nay tuyệt đối là mình ô long rồi, hắn đã có thể kết luận. Tối hôm qua người lẻn vào phòng mình khẳng định không phải Tần Manh Manh, hắn cũng không phải kẻ liệt, vào khoảnh khắc thực sự tiếp xúc thân mật với Tần Manh Manh cũng đã ý thức được, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Nhưng việc đã đến nước này, Trương đại quan nhân cũng không dám nói toạc ra chân tướng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Trương đại quan nhân trở lại ô tô, nhìn mình trong gương chiếu hậu, giơ tay lên tát cho mình một cái cầm thú. Nhưng tát xong một cái, trên mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, nếu như không phải có tối hôm qua. Hắn và Tần Manh Manh có thể cả đời này không tiến được một bước, kể ra phải cảm tạ người tối hôm qua mới đúng. Trương đại quan nhân phát hiện mình thật là hồ đồ, nếu như nói lúc trước bởi vì cổ độc phát tác bị hắc quả phụ Thiệu Minh Phi chơi, tưởng lầm xảy ra một đêm thân mật với Thiệu Minh Phi thì còn có thể lý giải, lần này không ngờ dưới tình trạng tỉnh táo vẫn làm ra chuyện hồ đồ như vậy, thực sự nếu như bị người ta biết, chỉ sợ không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa. Có điều ra mặt của thằng cha này luôn rất dày. Suy nghĩ trong chốc lát rồi không ngờ lại đắc ý, đây là Hồng Phúc Tề Thiên, hắn trong đáy lòng đã đoán được người giả làm Tần Manh Manh tối hôm qua lẻn vào trong phòng mình, miệng nhẹ giọng bật ra một cái tên, bối bối à bối bối, em đúng là thích đùa, lừa anh một vố đến thảm. Khi Trương Dương nhắc tới tang bối bối TH di động của hắn đổ chuông, Trương Dương cầm điện thoại, là Lệ Phù gọi tới, hẹn hắn tới công viên Giang Than gặp mặt. Trương Dương lái xe tới công viên,
Diện tích của công viên này tuy rằng rất lớn, xanh hóa cũng không tồi, nhưng trước giờ khách vẫn rất thưa thớt, hơn nữa hôm nay gió hơi lớn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trương Dương cho xe vào bãi, đi bộ từ cửa nam vào, công viên đã thực hành mở tự do, không cần vé vào cửa, tuy rằng là vậy, vẫn không thấy du khách. Dọc theo thông đạo vắng vẻ mà đi, hai bên đường trồng cây pháp đồng, nhưng lá cây phần lớn đã rụng hết, thỉnh thoảng mới thấy một hai lá, gió thổi qua, những cái lá cuối cùng này cũng bay theo gió. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tới công viên, là cùng Cố Giai Đồng đến tìm Cố Dưỡng Dưỡng. Một chút màu đỏ tươi phía trước đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lệ Phù mặc áo gió màu đỏ, đón gió đứng đó, lặng lặng nhìn Trường Giang chảy về hướng đông. Trương Dương mỉm cười tới bên cạnh cô ta, rất tự nhiên vươn tay ra, ôm chặt eo nhỏ của Lệ Phù, về khi nào thế? Mắt đẹp màu lam của Lệ Phù nhộn nhạo như nước mùa thu, tựa hồ có chút lạnh, thân thể mềm mại giúp trong lòng Trương Dương, cái mũi đáng yêu chun lại, ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt trên người Trương Dương, cô ta nói khẽ mới sáng sớm đã chạy tới chỗ nào làm chuyện xấu rồi. Trương đại quan nhân xấu hổ ho khan một tiếng, cũng muốn làm lắm, nhưng hôm nay hơi lạnh, mà chung quanh không có chỗ tránh gió, hơn nữa vạn nhất người tới bắt gặp thì không tiện, hay là hai ta về khách sạn đi. Lệ Phù trợn mắt lườm hắn, lưu manh. Trương đại quan nhân cười nói, anh cảm thấy em đang khen anh. Lệ Phù nói, mũi của em luôn rất thính, có thể ngửi thấy mùi người. Trương đại quan nhân hít hít, mùi người gì? Anh hiểu mà. Trương Dương bật cười ha ha. Lệ Phù nói, có phải Tang Bối Bối tìm anh hay không? Trương Dương lắc đầu, tuy rằng hắn rất hoài nghi người tối hôm qua giả mạo Tần Manh Manh lẻn vào phòng mình là Tang Bối Bối, nhưng trước mắt vẫn chưa thể chứng thực. Lệ Phù nói, vì tìm cô ta, em đã tiêu phí không ít công phu. Chuyện lần này khiến em phải lo rồi. Lệ Phù nói, với thân thủ của anh, chỉ bằng vào đám cảnh sát đó căn bản không làm khó được anh, có phải trong lòng biết khẳng định có người sẽ cứu anh, cho nên lần này chấn định như vậy. Chương 2512, thay đổi 1. Trương Dương cười nói, anh không làm chuyện xấu, đương nhiên không sợ quỷ gõ cửa, Tang Bối Bối căn bản không chết. Tất cả sự buộc tội của họ đối với anh tất nhiên không thành lập. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng có lúc tra được manh mối. Lệ Phù nói, phiền toái đã giúp anh giải quyết rồi, bên Văn Hạo Nam bọn em cũng cho hắn một bài học rồi. Trương Dương vẫn chưa biết chuyện Văn Hạo Nam bị bắt cóc gì cơ. Bọn em làm gì hắn? Lệ Phù nói, anh đừng sợ, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, chúng em không lấy mạng hắn đâu. Trương Dương nói, trong chuyện lần này hắn chỉ chẳng qua là một quân cờ, bị người ta lợi dụng. Trương Dương, em cảm thấy anh không nên cứ cố kỵ quan hệ của anh và Văn gia, đối với loại người như Văn Hạo Nam không thể nhẫn nhịn mãi được. Trương Dương nói, lần này ngoài mặt thì là Văn Hạo Nam tìm anh gây phiền toái, nhưng ở sau lưng thúc đẩy chuyện này là một người khác, rất nhiều người đều đang chờ được chê cười, anh và Văn Hạo Nam nếu thực sự đấu tới ngươi chết ta sống, chẳng phải là người thân đau mà kẻ thù sướng ư. Lệ Phù nói, Văn Hạo Nam nếu như có thể có một nửa cảnh giới của anh thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Trương Dương nói, bởi vì chuyện của Tần Manh Manh, hắn đã dồn hết cừu hận vào anh, thật ra anh là vô tội. Khi nói ra những lời này, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, nếu như nói hắn vô tội, hắn và Tần Manh Manh trong sạch, vậy thì sau sáng hôm nay, hắn và Tần Manh Manh đã đột phá tấm chắn cuối cùng, tuy rằng nói trong đây có nhân tố ô long nhất định. Nhưng năng lực kiềm chế của hắn cũng quả thực tồn tại vấn đề rất lớn. Lệ Phù nói, em tới tìm anh là có chính sự. Trương Dương cười nói, chúng ta lần nào mà không là có chính sự. Lệ Phù gắt, đừng cợt nhả với em nữa, anh nghe này, An Đức Hằng rất có thể đang ẩn thân ở Đông Giang. Trương đại quan nhân nghe thấy tin tức này bất giác ngẩn ra. Lệ Phù nói, tin tức này là một nội tuyến cung cấp. Anh có hiểu Kỳ Sơn không? Trương Dương nheo mắt lại. Nhìn mặt sông sóng dập dềnh. Sáng sớm mặt sông bị phủ lên một lớp sương mỏng, một con hải âu màu trắng đang cô độc kiếm ăn trên mặt sông, dùng hai cánh của nó không ngừng vẽ ra những đường bạc trong nước. Trương Dương gật đầu, coi như là cũng hiểu chút chút. Lệ Phù nói, những năm trước chế tạo buôn bán ma túy đá ở Đông Giang rất ngang ngược, các có quan hệ tương đối lớn với huynh đệ Kỳ gia. Trương Dương nói, cảnh sát cũng điều tra hắn mấy lần, nhưng không có được chứng cứ xác thực. Lệ Phù nói, tứ hải thủy sản chỉ là Kỳ Sơn dùng để che giấu ngụy trang mà thôi, em đã tra được một số tình báo, năm ngoái, thị trường ma túy đá Bình Hải cùng với vùng ven đều là huynh đệ Kỳ gia làm. Hơn nữa bọn họ nắm địa vị khống chế tuyệt đối,
Lợi nhuận lớn của phương diện này khiến không ít người đỏ mắt, trong đó bao gồm cả một tay buôn thuốc phiện đến từ Hong Kong. Hai người đi dọc theo bờ sông, Lệ Phù rất tự nhiên khoác tay Trương Dương, thoạt nhìn giống như là một đôi tình lữ đang nói chuyện yêu đương, trên thực tế cũng chính là như vậy. Lệ Phù nói, tên buôn thuốc phiện tên là Bang Tử, kể ra thì hắn trước đây có quan hệ hợp tác với hai huynh đệ Kỳ Gia, do hắn cung cấp nguyên vật liệu, huynh đệ Kỳ Gia phụ trách gia công, nhưng về sau. Vì theo đuổi tối đại hóa lợi nhuận, huynh đệ Kỳ Gia tự tìm người chế thuốc. Bọn họ dùng một số dược vật hợp thành ma hoàng giảm, giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu, tất nhiên là vòng qua Bang Tử, chính là bởi vì chuyện này mới tạo thành mâu thuẫn giữa bọn họ, cuối cùng diễn biến thành một hồi ác chiếc hắc bang. Trương Dương dừng chân, nói khẽ, việc này em có thể khẳng định ư? Lệ Phù nói, đều là tình báo người nội bộ cung cấp, phương diện chứng cứ thì không đầy đủ, về sau mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên càng gay gắt hơn, cuối cùng dẫn tới cửu sát hai phía, Kỳ Phong chết trong trận cửu sát này, tôi có thể xác định, Bang Tử chính là người bày mưu giết chết Kỳ Phong. Trương Dương nói, về sau thì sao? Lệ Phù nói, sau lưng Bang Tử còn có một ông chủ, người đó cũng là người anh biết. Trương Dương dừng chân, có chút kinh ngạc nhìn Lệ Phù. An Đạt Văn, Lệ Phù nói ra cái tên cực kỳ quen thuộc này. Trương Dương không bất ngờ, hiện tại hắn cuối cùng cũng hoàn toàn minh bạch mâu thuẫn giữa An Gia và Kỳ Sơn là vì sao mà có, vì sao hắn muốn xử lý An Đức Huyên, mục đích muốn trả thù An Đạt Văn vì đã giết Kỳ Phong. Lệ Phù nói, An Đạt Văn và Kỳ Sơn làm việc đều vô cùng giàu hoạt, bọn họ tuy rằng bị tình nghi dính líu đến chế tạo và buôn lậu thuốc phiện, nhưng lại không hề tự mình làm gì, có lẽ là vì cái chết của em trai khiến Kỳ Sơn bị đả kích, sau khi Kỳ Phong chết, hắn không động tới buôn bán thuốc phiện nữa, ít nhất thì tình huống em tìm hiểu được chính là như vậy. Trương Dương nói, ý của em là hắn đã cải tà quy chính. Lệ Phù nói, có phải cải tà quy chính hay không thì em không biết, có điều em sở dĩ có hứng thú với Kỳ Sơn, là vì không lâu trước hắn từng tiếp xúc với An Đức Hằng. Trương Dương nhíu mày, trong chuyện này, hắn chắc là người biết nội tình sớm nhất, từ ngày An Đức Huyên ngộ hại, hắn liền từ chỗ viên phân kỳ có được bức vẽ hung thủ, tiến tới suy đoán ra tất cả đều là Kỳ Sơn gây ra. Đối chiếu với những lời vừa rồi của Lệ Phù, đã giải thích một cách hợp lý vì sao Kỳ Sơn muốn giết An Đức Huyên. Trương Dương nói khẽ, giữa An Đức Hằng và Kỳ Sơn chẳng lẽ đã hình thành liên minh? Lệ Phù nói, em không rõ lắm, có điều An Đức Hằng này trước giờ luôn bụng dạ khó lường. Nếu như hắn lợi dụng cái chết của Kỳ Phong để kích động cừu hận giữa An Đạt Văn và Kỳ Sơn thì cũng rất có thể. Trương Dương nói, Kỳ Sơn này vô cùng khôn khéo, hắn chưa chắc đã dễ dàng mắc mưu như vậy. Lệ Phù nói, Kỳ Sơn quả thực rất khôn khéo, tuy rằng chúng em trong chuyện của hắn đã tiêu phí công phu tương đối lớn, nhưng hiệu quả có được lại rất ít, cái chết của Kỳ Phong nên coi như là kết thúc của một giai đoạn, từ đó về sau, Kỳ Sơn chắc đã kết thúc tất cả sinh ý phi pháp. Mà rất nhiều chuyện đều đã đẩy lên người Kỳ Phong, có câu tử vô đối chứng, không ai có thể truy cứu trách nhiệm của một người đã chết. Trương Dương nói, Kỳ Sơn này làm việc rất chắc chắn. Lệ Phù nói, có người đã phóng ra tin tức, nói cái chết của An Đức Huyên có liên quan tới Kỳ Sơn. Trương Dương không khỏi ngẩn ra, hắn tuy rằng biết nội tình, nhưng hắn không hề nhắc tới chuyện này, trong mắt hắn cái chết của An Đức Huyên cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nếu như phải lựa chọn giữa An Gia và Kỳ Sơn để bảo vệ thì Trương Dương thà chọn Kỳ Sơn, viên phân kỳ sớm đã rời khỏi Trung Quốc. Hắn càng không thể nhắc tới chuyện này, cho nên chuyện này chỉ có một khả năng. Nếu như tin tức An Đạt Văn giết chết Kỳ Phong là An Đức Hằng tiết lộ cho Kỳ Sơn, như vậy, chuyện lần này đồng dạng cũng có thể là hắn tiết lộ. Hắn muốn chế tạo mâu thuẫn giữa hai người, cục diện càng hỗn loạn thì càng dễ để hắn giấu mình. Chương 2513, thay đổi 2. Lệ Phù nói, An Đạt Văn tuy rằng đã trốn đi, nhưng hắn ở trong nước vẫn có không ít thế lực, nguồn tin tức lần này chắc vô cùng đáng tin cậy. Trương Dương nói, đã xác định được nơi hạ lạc của An Đức Hằng chưa? Lệ Phù nói, chuyện này phải trông vào anh. Cô ta tạm dừng một chút rồi nói khẽ, Kỳ Sơn nếu như quả thực có tiếp xúc với An Đức Hằng. Như vậy hắn có lẽ có biện pháp tìm được An Đức Hằng. Sau khi chia tay Lệ Phù, Trương Dương nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Tiêu Nãi Vượng. Bảo hắn bộ tổ chức tỉnh đi một chuyến, Trương Dương trên đường tới bộ tổ chức, vừa hay đi qua quán Ba Hắc Giao Phiến, Trương Dương theo bản năng đạp phanh, hắn vĩnh viễn nhớ rõ nơi này là nơi năm đó Khương Lượng đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, hiện giờ quán ba này bởi vì kinh doanh không tốt nên đã đóng cửa, bọn tóc xanh tóc đỏ đứng đầy đường, chị An nơi này xem ra có vẻ không được tốt. Nhớ tới khuôn mặt khi xưa của Khương Lượng, Trương Dương trong lòng không khỏi chua xót.
khi hắn đang chuẩn bị đạp ga đi thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước, đứng đó lẳng lặng nhìn quán bar. Trương Dương cũng không ngờ lại nhìn thấy Vinh Bằng Phi ở chỗ này, chỉ mấy ngày không gặp, Vinh Bằng Phi rõ ràng đã già đi rất nhiều, tóc y hơi dài, râu cũng không cạo, mặc một cái áo jacket màu xám, hai tay đút trong túi áo, đứng đó như rừng hình, ánh mắt thủy chung nhìn vào cái biển rách nát của quán bar. Giữa Trương Dương và Vinh Bằng Phi từng một đoạn thời gian rất dài duy trì quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, Vinh Bằng Phi trong lúc đảm nhiệm chức cục trưởng công an ở Giang Thành luôn biểu hiện ra vẻ hết sức ủng hộ Trương Dương, đó là lúc Trương Dương tôn kính Vinh Bằng Phi. Từ sau khi Vinh Bằng Phi thăng nhiệm làm phó thính trưởng thính công an Bình Hải, khoảng cách giữa hai người trở nên càng ngày càng xa, Trương Dương bắt đầu cảm thấy khó hiểu với rất nhiều hành động của Vinh Bằng Phi, nhất là trong chuyện tiến cử Văn Hạo Nam. Chuyện gần đây phát sinh trên người mình, đã khiến Trương Dương cảm thấy bất mãn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Bằng Phi đứng đó, nhìn thấy vẻ bi thương và đau khổ biểu hiện ra trên mặt Vinh Bằng Phi lúc này, Trương Dương lại cảm thấy thương xót. Hắn dừng xe, chậm rãi đi tới. Vinh Bằng Phi khi nghe thấy tiếng ho khan của Trương Dương mới chú ý tới hắn, vẻ mặt của y lộ ra có chút xấu hổ, nói, Trương Dương, anh sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua, ánh mắt Trương Dương hướng về phía quán ba Hắc Giao Phiến. Nhìn thấy quán ba này, bỗng nhiên nhớ tới Khương Lượng. Vinh Bằng Phi thở dài. Trương Dương nói, tôi nghe nói anh bị bệnh. Vinh Bằng Phi nói, bị bệnh từ lâu rồi. Khi nói y ngẩng đầu lên. Bởi vì y không muốn Trương Dương nhìn thấy vẻ bi thương và áy náy trong ánh mắt của mình. Trương Dương vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng khi nhìn thấy Vinh Bằng Phi, lại không muốn hỏi gì cả. Vinh Bằng Phi nói, xin lỗi. Y xin lỗi Trương Dương, nhưng ánh mắt y không hề nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, đều vì việc công mà. Vinh Bằng Phi lắc đầu, cái chết của Khương Lượng là một sự đả kích rất lớn đối với tôi. Tôi bắt đầu nghĩ lại, ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Có lẽ anh không tin, nhưng, tôi thực sự cho rằng, mình chưa bao giờ nghĩ tử tế tới nhân sinh của mình. Trương Dương nói, mọi người khác nhau, nhân sinh quan tất nhiên bất đồng. Vinh Bằng Phi nói, lúc trước tôi điều Khương Lượng đến phụ trách vụ án ma túy đá Đông Giang, là nhìn chúng năng lực phá án của hắn, còn có một nguyên nhân, con trai của Khương Lượng thi chúng vào trường học ở Đông Giang, hắn cũng muốn tới đây để tiện chiếu cố con trai. Chỉ là tôi không ngờ, chuyện cuối cùng biến thành như vậy. Vinh Bằng Phi lấy thuốc lá ra, châm một điếu, rít mạnh một hơi, muốn thông qua khói thuốc để ổn định tình tự đang kích động. Vinh Bằng Phi nói khẽ, không ai muốn trở thành liệt sĩ cả, cho dù là giành được tất cả vinh dự trên thế giới thì sao? Khương Lượng chết, đau khổ nhất vẫn là người nhà của hắn, nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ không điều hắn đến Đông Giang. Trương Dương gật đầu nói, tôi biết, hắn đến Đông Giang là tự mình chủ động yêu cầu, không phải tất cả là do anh. Vinh Bằng Phi nói, tôi và Bí Thư Tống quen nhau đã hơn 20 năm, sau khi anh ta tới Bình Hải, tôi cho rằng cơ hội tới của mình cơ hội tới rồi. Nói tới đây, y cuối cùng cũng nhìn Trương Dương một cái, nở nụ cười chua xót, anh nhất định sẽ khinh thường tôi, mỗi người đều có lòng công lợi, mỗi người đều cần được người khác công nhận. Trương Dương nói, ông ấy vẫn luôn coi anh là bạn tốt, là người đáng tín nhiệm. Vinh Bằng Phi nói, tôi ở thính tỉnh xếp cao nhất là thứ tư. Quan hệ của tôi với Cao Thính rất bình thường, anh chắc là nhìn ra được, rất nhiều vấn đề khó giải quyết hắn đều giao cho tôi xử lý, tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng thì sao? Tôi có thể nhận được gì? Trương Dương nhìn Vinh Bằng Phi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bi ai, hắn không ngờ Vinh Bằng Phi lại để ý tới quyền lực như vậy, Vinh Bằng Phi trước đây luôn để lại cho hắn một ấn tượng không màng danh lợi, nhưng không ngờ đó chỉ là lớp ngụy trang của y. Vinh Bằng Phi nói, không ai quan tâm cả. Rất nhiều chuyện anh cho rằng là đương nhiên, nhưng lại không phải như anh nghĩ. Tôi đã từng biểu lộ ý tứ của tôi với Bí Thư Tống, nhưng anh ta cũng không thèm để ý. Trong thanh âm của Vinh Bằng Phi tràn ngập vẻ mất mát, tôi không biết là tôi thay đổi hay là anh ta thay đổi. Chúng tôi từng là bằng hữu rất nhiều năm. Trương Dương cuối cùng cũng minh bạch Vinh Bằng Phi vì sao lại từng bước biến thành như hiện tại, xét đến cùng, vẫn là do y quá để ý tới quyền lực, y cho rằng mình và Tống Hoài Minh có tình bạn hơn 20 năm. Tống Hoài Minh hiện giờ đã trở thành bí thư tỉnh ủy Bình Hải, là người đứng đầu Bình Hải danh phù kỳ thực, chỉ cần Tống Hoài Minh chịu lên tiếng cho y, như vậy vị trí của Vinh Bằng Phi ở thính công an tỉnh sẽ không như hiện tại, cho dù hắn không thể thay thế Cao Trọng Hòa phù chính thì cũng có thể làm được trên vạn người dưới một người. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn, sau khi Vinh Bằng Phi nhận thức được Tống Hoài Minh sẽ không giúp gì cho mình thượng nhiệm trong chính trị, nội tâm của y bắt đầu xuất hiện dao động,
y bắt đầu tính toán lại cho tương lai của mình. Vinh Bằng Phi nói, con người ta luôn sẽ thay đổi. Trương Dương gật đầu, lặp lại, không sai, con người ta rồi sẽ thay đổi, nhưng người thay đổi không phải là Bí Thư Tống. Hắn không tiếp tục nói chuyện với Vinh Bằng Phi nữa, xoay người đi vào ô tô, thậm chí không nói lời từ biệt với Vinh Bằng Phi. Bộ trưởng tổ chức Tiêu Nãi Vượng gọi Trương Dương tới là vì việc công, y không hề nhắc tới những phiền toái phát sinh quay chung quanh Trương Dương mấy ngày trước, mà mỉm cười nói, Trương Dương, chương trình học hàm thụ của cậu ở trường đảng tỉnh thế nào? Chương 2514, thay đổi 3. Tiêu Nãi Vượng vẫn là lần đầu tiên quan tâm tới nghiệp học của mình. Trương Dương cười nói, vẫn thế, tôi ở phương diện học tập không có thiên phú, không tính là thông minh, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Nếu như bình thường thì chắc có thể tốt nghiệp. Tiêu Nãi Vượng nói, tốt nghiệp nghiên cứu sinh à, thật là không dễ dàng, người trẻ tuổi giống như cậu mà có thể kiên trì học tập thì cũng không gặp nhiều lắm. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Bộ trưởng Tiêu à, lời này của ngài là chế giễu tôi phải không, tôi chỉ là cố lấy cái bằng thôi. Tiêu Nãi Vượng chỉ vào hắn, thái độ không đoan chính. Đúng rồi, cậu vẫn hài lòng với công tác của mình ở Tân Hải chứ? Trương Dương nói, hài lòng. Tiêu Nãi Vượng nói, có muốn thay đổi hoàn cảnh hay không? Trương Đại Quan Nhân chớp chớp mắt, đây là muốn điều mình ra khỏi Bắc Cảng ư? Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu, tôi phạm sai lầm gì à? Tiêu Nãi Vượng nói, không, năm nay còn định cho cậu vào 10 tốt của tỉnh ấy chứ? Trương Dương nói, tôi ở Tân Hải làm rất tốt, vì sao muốn điều tôi đi? Tiêu Nãi Vượng nói, có nói là điều cậu đi đâu, chỉ là trưng cầu ý kiến của cậu một chút thôi mà. Trương Dương nói, tôi thực sự không muốn đi, làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến chốn, không thể chuyện vừa mới bắt đầu tôi đã vỗ mông bỏ chạy lấy người, những công tác trước đây tôi làm ra chẳng phải là uổng phí ư. Tiêu Nãi Vượng cười nói, đã nói chỉ là trưng cầu ý kiến, cậu nếu không muốn đi thì cứ nói với tôi sẽ cân nhắc thận trọng. Trương Dương nói, đây là ý tứ của ngài ư, hắn luôn cảm thấy chuyện này không thể là ý tứ của Tiêu Nãi Vượng, cho nên mới hỏi vậy. Tiêu Nãi Vượng nói, thằng ôn này luôn nghĩ quá nhiều, chỉ hỏi ý kiến của cậu một chút thôi, chứ có phải trực tiếp hạ lệnh cho cậu đâu. Trương Dương nói, không phải tôi nghĩ nhiều, mà là tôi không thể không nghĩ nhiều, hiện tại Trần Cương và Tảm Thế Kiệt xa lưới, chuyện của Bắc Cảng xem như là có chút manh mối, ngài bên này liền bàn chuyện điều chuyển công tác với tôi sao mà không nghĩ. Tiêu Nãi Vượng cười ha ha, thằng nhóc cậu có cái tính cố chấp như lừa. Trương Dương nói, lại mắng tôi rồi. Đầu óc tôi sao có thể như được lãnh đạo các ngài, bước chân tôi có thể theo kịp, nhưng đầu óc thì không bằng. Tiêu Nãi Vượng nói, không theo kịp thì cứ nghỉ ngơi một chút đi, ai miễn cưỡng cậu. Trương Dương nói, thật là có chút, thất vọng vốn tôi còn tưởng rằng ngài gọi tôi tới là muốn thăng cho tôi. Tiêu Nãi Vượng nói, cậu không phải vừa mới lên phó thính ư, sao lại nhắc tới muốn thăng, cho rằng thăng quan là ngồi tên lửa à? Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu, ngài tiết lộ chút cho tôi đi. Bảo tôi rời khỏi Tân Hải là ý tứ của ai? Tiêu Nãi Vượng cười nói, tôi chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, đúng rồi, cậu đừng ở trước mặt Bí Thư Tống nhắc tới chuyện này nhé. Trương Dương nghĩ thầm đến giờ ông không ngờ còn muốn vòng vèo lừa tôi, chuyện này 89 phần 19 là ý tứ của Tống Hoài Minh. Tiêu Nãi Vượng tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, uống ngụm trà rồi nói, đúng rồi, chuyện của Văn Hạo Nam cậu nghe nói chưa? Trương Dương nói, tôi hiện tại đối với hắn là kính nhi viễn chi, hắn không tìm tôi gây phiền toái tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi, làm sao có thời giờ quan tâm tới chuyện của hắn. Tiêu Nãi Vượng nói, đêm qua hắn bị người ta bắt cóc, ném vào một căn nhà rách ở trên núi hoang ngoại ô, cũng may không sao. Cậu thực sự không nghe nói tới chuyện này à? Trương Dương đã biết chuyện này là Lệ Phù và Tang Bối Bối liên thủ làm ra, nhưng hắn tất nhiên bất kể là như thế nào cũng không thể nói ra chân tướng. Lắc đầu nói, không nghe nói, Bộ trưởng Tiêu, ngài hỏi tôi chuyện này là có ý gì? Có liên quan tới tôi ư? Chẳng lẽ chuyện này lại muốn đổ lên đầu tôi? Tiêu Nãi Vượng cười nói, cậu đa nghi thế, trẻ tuổi mà sao đã có nhiều tâm nhãn như vậy? Trương Dương nói, đành chịu thôi, giao tiếp với đại nhân các ngài, không có chút tâm nhãn thì bị bán lúc nào không biết. Tiêu Nãi Vượng nói, người có thể bán cậu thực sự là không có được bao nhiêu đâu. Sau khi rời khỏi bộ tổ chức tỉnh, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mình nên nói chuyện tử tế với Tống Hoài Minh, lần này sau khi đến Đông Giang, Thủy Chung chưa gặp mặt y, tao ngộ của mình mấy ngày qua y không thể không biết, trong lòng Tống Hoài Minh rốt cuộc có thái độ gì.
y có bởi vì chuyện lần này mà cảm thấy tức giận hay không. Việc này phải gặp mặt y mới biết được. Trước khi chưa nắm chắc thái độ thực sự của Tống Hoài Minh, Trương Dương không dám trực tiếp gọi điện thoại cho y, mà trước tiên gọi tới nhà Tống Hoài Minh, điện thoại trong nhà không có ai nhấc, vì thế Trương Dương liền gọi tới văn phòng bí thư tỉnh ủy. Người nhận điện thoại là thư ký Trung Bồi Nguyên của Tống Hoài Minh, hắn nói với Trương Dương là bí thư Tống đang tiếp khách, hôm nay e là không có thời gian gặp hắn. Gác điện thoại, Trương Dương cân nhắc, đây có phải đại biểu cho Tống Hoài Minh trên trình độ nhất định đã ghẻ lạnh mình. Hắn thôi không nghĩ nữa. Nhớ tới lần này đến Đông Giang chưa tới trung tâm phục hồi chức năng thăm Lưu Diễm Hồng, vì thế liền tới đó. Khi tới trung tâm phục hồi chức năng, Lưu Diễm Hồng đang được làm vật lý trị liệu dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế, dùng rào chắn như xà kép, thử lực lượng chi dưới của cô ta. Trương Dương không làm phiền cô ta, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn. Lưu Diễm Hồng tập luyện rất vất vả, cũng rất kiên trì. Trương Dương rất vui mừng nhìn thấy. So với lần trước mình tới gặp thì cô ta đã tiến bộ các rất nhiều, chứng minh cơ năng tứ chi của Lưu Diễm Hồng đang trong quá trình khang phục, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không lâu nữa, cô ta có thể dựa vào ghế trống để đi lại. Lưu Diễm Hồng kiên trì tập xong chương trình trị liệu hôm nay mới dưới sự trợ giúp của hộ sĩ ngồi lại xe lăn, cầm chai nước khoáng uống mấy ngụm. Trương Dương nói, không tồi, chị Lưu, cứ tiếp tục như vậy, giờ này sang năm chỉ có thể tham gia Thế vận hội Olympic rồi đấy. Lưu Diễm Hồng cười quay mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Dương, cô ta lắc đầu nói, cậu nói là Thế vận hội dành cho người khuyết tật à? Trương Dương nói, The Youth Olympic Game mới đúng. Lưu Diễm Hồng nói, vẫn lắm mồm như xưa. Trương Dương nói, cái này gọi là chém gió giỏi. Hộ sĩ bên cạnh Lưu Diễm Hồng chớp chớp mặt nhìn Trương Dương, Trương đại quan nhân cười cười với cô ta, chị Lưu, tiểu thư hộ sĩ này mới tới à, xin quá. Câu này khiến cho hộ sĩ đỏ mặt. Lưu Diễm Hồng không khỏi oán trách lườm hắn một cái, thằng ôn này đúng là không thể cho gặp cô nương xinh đẹp. Cô ta nói khẽ cậu đẩy tôi ra ngoài hít thở không khí. Trương Dương gật đầu, giúp Lưu Diễm Hồng ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, Trương Dương khoác áo lông dê cho Lưu Diễm Hồng, chị Lưu, hay là quay về đi, ngoài này gió lớn quá. Lưu Diễm Hồng nói, không sao, cả ngày cứ ở trong phòng, buồn muốn chết. Trương Dương nói, có chịu thêm đi. Sang năm chỉ có thể đi lại như bay rồi. Lưu Diễm Hồng nói, cậu được thả lúc nào thế? Trương đại quan nhân nói, chị Lưu à, lời này không đúng đâu, tôi căn bản đâu có bị giam. Không phải mấy ngày trước chuyên chính cậu ư? Chuyên chính ai chứ không chuyên chính được tôi đâu, đồng chí tốt giữ nghiêm kỷ luật như tôi vĩnh viễn không thể lưu lạc tới tình trạng đó, trừ phi có người cố ý hại tôi. Biểu hiện của Trương đại quan nhân rất tự tin. Lưu Diễm Hồng nói, đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Tôi đã nói với cậu rồi, chú ý vấn đề tác phong, đừng cứ nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp là sán vào, cậu có vợ chưa cưới rồi, trong lòng vẫn không chịu đứng đắn, cú ngã lần này không nhẹ chứ. Lưu Diễm Hồng rất hiểu Trương Dương. Trương đại quan nhân bật cười hắc hắc. Có gì buồn cười? Ai mà không có vài ba người bạn khác giới, lão gia hỏa kia Lưu Chiêu rõ ràng muốn chơi tôi. Lưu Diễm Hồng nói, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói xấu sau lưng lãnh đạo. Trương Dương nói, vậy thì cho phép lãnh đạo ở sau lưng làm chuyện thiếu đạo đức mà không cho người ta nói à? Tốt nhất đừng để tôi gặp hắn. Lưu Diễm Hồng nói, công là công, tư là tư, chuyện của cậu tôi cũng có nghe nói một chút, đổi thành là tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào, lòng dạ cậu nên thoáng đạt một chút, đừng có suốt ngày nghĩ là người ta nhắm vào cậu. Trương đại quan nhân cười nói, hắn có lẽ không phải đang nhằm vào tôi, nhưng nhất định là đang nhằm vào bí thư Tống. Lưu Diễm Hồng nói, trước đây không phát hiện cậu không ngờ còn có thể bàn lộng thị phi như vậy. Trương Dương nói, chị Lưu, lúc ban đầu tôi cũng bực lắm, nhưng sau khi tôi phát hiện Văn Hạo Nam bị cuốn vào thì liền minh bạch, chuyện này không chỉ là nhằm vào tôi. Lưu Diễm Hồng nói, có một số việc cậu không nói ra thì cũng không ai bảo cậu câm đâu. Lưu Diễm Hồng tuy rằng không hề tự mình trải qua chuyện này, nhưng cô ta lại có thể nhìn ra sự ảo diệu trong đó. Bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Chiêu. Phó thính trưởng thính công an Vinh Bằng Phi, những người này đều làm trong quan trường hơn 10 năm, bọn họ sao lại không lĩnh ngộ ra ý tứ của Tống Hoài Minh. Chương 2515, thay đổi 4. Nếu như ngay cả chút bản sự ấy cũng không có, bọn họ không thể lên tới vị trí hiện tại. Chuyện của Trương Dương chỉ là một ngòi dẫn, điểm phát nổ không phải ở trên người hắn, Văn Hạo Nam hoàn toàn là người châm lửa, hắn tuy rằng chủ động châm lửa, nhưng đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi không trốn kịp mà bị nổ theo.
phong ba lần này tuy rằng kết thúc với phần thắng thuộc về Tống Hoài Minh, nhưng chỉ là hiện tại, không có nghĩa là kết quả cuối cùng. Lưu Diễm Hồng thầm cảm thán, chính trị thay đổi thất thường, nhân tính cũng phức tạp khó lường. Thân ở bên trong quan trường, sự quỷ quyệt đa biến trong đó người ngoài không thể tưởng tượng được. Trương Dương nói, vừa rồi tôi tới bộ tổ chức, chị đoán xem bộ trưởng Tiêu nói gì với tôi. Lưu Diễm Hồng nói, có phải muốn khen ngợi những cống hiến nổi bật cậu làm ra ở Bắc Cảng hay không? Trương Dương nói, thôi đi, khen cái gì, nhìn tư thế của ông ta cứ như muốn đá tôi ra khỏi Bắc Cảng vậy. Lưu Diễm Hồng nghe hắn nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Chuyện của Trương Dương đã rõ ràng rồi, việc hắn mưu sát không thành lập, như vậy cũng có lý do tiến hành xử phạt hắn, nhưng Tiêu Nãi Vượng vì sao còn muốn hắn rời khỏi Tân Hải? Lưu Diễm Hồng lập tức minh bạch cái này không liên quan tới Tiêu Nãi Vượng, nhất định là một bộ phận trong bố cục chính trị tương lai của Tống Hoài Minh, Lưu Diễm Hồng nói chúc mừng. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi biết mừng từ đâu ra. Lưu Diễm Hồng nói, 89 phần 10 sắp thăng rồi. Trương Dương nói, tôi hiện tại đột nhiên mất hứng thú với việc thăng quan, huống chi chuyện của Tân Hải vẫn chưa xử lý xong. Đúng rồi, chị Lưu, tôi hôm nay tới tìm chị cũng không phải là vì những việc này. Hiện tại sức khỏe của chị đã khôi phục kha khá rồi, có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi chị. Lưu Diễm Hồng nói đi, tôi khẳng định sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Trương Dương cười nói, chị còn nhớ lúc trước vì sao muốn vội vàng rời khỏi Bắc Cảng tới Kinh Sơn hay không? Hai hàng lông mày của Lưu Diễm Hồng nhíu chặt lại, vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một hồi lâu rồi cô ta lại lắc đầu, không nhớ nổi, thực sự không nhớ nổi, bác sĩ nói tôi là quên đi có tính lựa chọn. Vừa hay quên hết đoạn trước sau phát sinh sự cố, thật ra tôi cũng muốn biết, mình vì sao muốn trong đêm tới Kinh Sơn. Cô ta thở dài. Trương Dương có chút đồng tình nhìn Lưu Diễm Hồng, liên quan tới việc cô ta đội mưa suốt đêm tới Kinh Sơn, ngoại giới có rất nhiều cách nói, trong đó có một cách nói là cô ta tới Kinh Sơn để gặp mặt Ngô Minh. Trong mắt Trương Dương cách nói này khá buồn cười, không nói đến giữa Lưu Diễm Hồng và Ngô Minh không hề có quan hệ luyến ái, cho dù bọn họ thực sự trở thành tình lữ. Lưu Diễm Hồng cũng không thể dùng xe công chạy tới Kinh Sơn gặp gỡ hắn. Có điều có một điểm có thể xác định, Lưu Diễm Hồng trước khi tới Kinh Sơn từng nhận được một cú điện thoại thần bí, đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ cú điện thoại đó rốt cuộc là ai gọi tới. Lưu Diễm Hồng nói, tôi nghĩ nhất định là chuyện rất trọng yếu, bằng không tôi sẽ không đội mưa mà đi. Khi hai người đang nói chuyện thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó thì nghe thấy giọng nói của bí thư thị ủy Kinh Sơn Ngô Minh, Diễm Hồng. Thì ra cô ở đây. Trương Dương xoay người lại, nhìn thấy Ngô Minh mặc tây trang màu lam, tay ôm hoa tươi đi tới. Trương Dương trước đây vẫn luôn không thích Ngô Minh này, cho rằng người này quá mức đầu cơ, luôn cúi khắp nơi trong chính trị. Hơn nữa hắn còn lén phén với chủ nhiệm giáo vụ trường đảng tỉnh Trương Lập Lan. Có điều từ sau khi Lưu Diễm Hồng gặp tai nạn, ấn tượng của Trương Dương đối với Ngô Minh đã có thay đổi. Lưu Diễm Hồng bị thương lâu như vậy, cơ hồ cứ cách mỗi nửa tháng là Ngô Minh lại tới thăm cô ta một lần. Hiện giờ Lưu Diễm Hồng vẫn chưa xác định có thể khang phục hay không, cho dù cô ta khang phục rồi cũng chưa chắc đã có thể tiếp tục đảm nhiệm công tác trước kia, nhưng Ngô Minh thủy chung biểu hiện ra vẻ không bỏ cuộc, cái này không thể dùng từ ngụy trang để giải thích được. Ngay cả Trương Dương cũng tin Ngô Minh thực sự đã nảy sinh tình cảm đối với Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng cười nói, Ngô Minh tới đây à? Ngô Minh nói, tôi tới Thượng Hải họp, tiện đường ghé qua thăm cô, lát nữa là phải đi rồi, lái xe vẫn đang chờ ở bên ngoài. Lưu Diễm Hồng nói, anh bận công tác thì đừng tới làm gì. Ngô Minh cười nói, có thời gian mà, hơn nữa muốn xem tình huống khang phục của cô. Hắn nói xong lại cười nói với Trương Dương đến đây lúc nào thế? Trương Đại Quan Nhân cười nói, được một lúc rồi, tôi đang định đi đây, hai người nói chuyện nhé. Ngô Minh nói, thôi, tôi cũng đi luôn đây. Trương Dương cười nói, chuyện của tôi nói xong rồi, chuyện của anh thì chưa đâu, hai người nói chuyện đi. Trương Dương đi rồi, Ngô Minh lại nói, Diễm Hồng, tôi nhờ người mua hai hộp gân hươu để trong phòng cô đấy, nghe nói rất có lợi cho việc hồi phục của cô. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, Ngô Minh à, hảo ý của anh tôi xin nhận, nhưng về sau không cần làm vậy nữa đâu. Ngô Minh nói, Diễm Hồng, tôi nguyện ý mà. Lưu Diễm Hồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, nói khẽ tôi hiện tại ngay cả đi lại bình thường cũng không thể, với điều kiện của anh, nữ nhân gì mà không tìm được. Tội gì phải lãng phí tinh lực trên người kẻ tàn phế như tôi, anh cần một người vợ hiền có thể giúp anh trong sự nghiệp, chứ không phải một người ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không thể tự làm như tôi. Ngô Minh nói, Diễm Hồng,
chẳng lẽ hiện tại cô vẫn chưa rõ tâm tư của tôi ư? Lưu Diễm Hồng nói, chúng ta đều là người trưởng thành, đối đãi với bất kỳ vấn đề gì cũng phải bình tĩnh, với sự hiểu biết của tôi về anh không phải một người thiếu lý trí, Ngô Minh, anh chắc hiểu rõ, anh đối với tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả, anh không cần phải cảm thấy áp lực, trong khoảng thời gian này anh đối với tôi đã đủ tốt rồi, tôi không muốn nợ anh quá nhiều, anh hiểu chưa? Ngô Minh nói, Diễm Hồng, tôi thừa nhận, ban đầu của anh tiếp cận cô, tôi quả thực có mục đích chính trị nhất định, nhưng về sau tất cả đã thay đổi, cái tôi quan tâm là cô chứ không phải gì khác. Lưu Diễm Hồng cười nói, tôi tin lời anh, nhưng tôi phải khuyên anh hãy, lý trí với bộ dạng hiện tại của tôi, vốn là không có tư cách cự tuyệt người khác, nhưng Ngô Minh à, chính là vì tôi tin lời anh, cho nên tôi không muốn lừa gạt anh, tôi đối với anh không có tình cảm gì cả. Ngô Minh nói, tôi không quan tâm. Lưu Diễm Hồng có chút sửng sốt, cô ta trước giờ không ngờ Ngô Minh là người quật cường như vậy. Hòa thượng Tam Bảo gặp phiền toái, nói một cách chính xác là trùng kiến chùa Thu Hà gặp phiền toái, hiện giờ chủ thể chùa miếu cơ bản đã xây xong, nhưng 100 triệu đài tệ An Đức Huyên hứa quyên góp bởi vì cái chết bất ngờ của y mà toàn bộ bị nhỡ. Hiện giờ bộ chỉ huy nội thành mới không phải như khi Tần Thanh và Trương Dương còn thượng nhiệm, đối với công tác trùng kiến chùa Thu Hà tuy rằng biểu hiện ra vẻ coi trọng, nhưng trên tài chính thì hiển nhiên lực độ không bằng trước, Hòa thượng Tam Bảo chạy mấy chuyến đều không có kết quả gì. Thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể gọi điện thoại cho Trương Dương. Tam Bảo làm việc tự có cách của hắn, ngoài miệng không nói gì, chỉ muốn yếu Trương Dương uống trà. Trương đại quan nhân định tối nay tới nhà đi trước bái phỏng, ban ngày thì nhàn rỗi, nếu Tam Bảo đã hẹn thì dứt khoát tới chùa Thu Hà chơi. Hiện tại chùa Thu Hà vẫn là một công trường, có điều hậu viện so với trước kia Trương Dương tới thì đã sạch sẽ hơn nhiều, công cụ đại hình cơ bản đã rời đi. Khi Trương Dương đến chùa Thu Hà, Hòa thượng Tam Bảo mặc áo cà sa, đeo kính râm, đang đứng ở hiện trường công trường chỉ huy. Nhìn thấy Trương Dương xuống xe, Tam Bảo vội vàng chạy tới, trong khoảng thời gian này Tam Bảo rõ ràng lại béo ra không ít, tư thế chạy cũng khó coi, tựa như một con vịt béo, mông to lắc lư trái phải. Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không khỏi buồn cười, Tam Bảo à Tam Bảo, ông nên giảm béo đi. Vẻ mặt của Tam Bảo rất vô tội. Tôi một ngày ba bữa đều là thức ăn chay, có ăn dầu mỡ gì đâu, nhưng cái bụng này thì cứ không ngừng nhô ra. Trương Dương nói, người xuất gia cũng phải chú ý hình tượng, hòa thượng tai to mặt lớn như ông ra ngoài hóa duyên, người ta vừa nhìn đã thấy ông còn giàu hơn người ta, 8-9 phần 10 coi ông là hòa thượng rượu thịt, tiền nhan đèn cũng chẳng muốn cho. Tam Bảo thuận theo lời Trương Dương, nói, còn không phải tôi hiện tại đang gặp khó đây. Trương đại quan nhân chớp chớp mắt. Hắn biết hòa thượng Tam Bảo tìm mình không phải chỉ để chơi, hòa thượng này tuyệt đối là cực phẩm trong Phật môn, đầu óc so với thương nhân còn linh hoạt hơn. Trương đại quan nhân nói, quy mô của chùa Thu Hà này cũng lớn nhỉ. Một câu đã mở rộng đề tài. Hòa thượng Tam Bảo thở dài nói, quầy hàng càng lớn thì càng cần nhiều vốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 249.